trong tháp truyền thừa căn bản không có bất kỳ hy vọng nào đạt được truyền thừa trong tháp. Nếu như người truyền thừa có thể tính tâm lại, đọc toàn bộ những quyển sách và ghi chép kia xong, như vậy khảo nghiệm tầng thứ nhất này tự nhiên không có một chút độ khó nào. Nghĩ vậy, Giang Trần không khỏi cảm thấy thán phục đối với người thiết kế, sắp đặt tháp truyền thừa này. Đây thực sự là từng khâu, từng khâu một đan sen vào nhau. Kể cả tao ngộ trên tổ sư nhai, Giang Trần phát hiện ra, khảo hạch truyền thừa của đan tiêu cổ phái này quả thực là khác người nhất là khảo hạch cửa này một khi là người đặt nặng tới hiệu quả và lợi ích sẽ không có một chút hứng thú nào với những cuốn sách và ghi chép kia trực tiếp xông tới trong trận chỉ sợ cuối cùng nhất định sẽ không thu hoạch được gì một khi không thu hoạch được gì rất có thể cả đời sẽ bị vây khốn tới chết trong tháp truyền thừa giang trần ngoài sợ hãi thán phục ra cũng cảm thấy may mắn vô cùng nếu như không phải hắn cẩn thận đem những ghi chép và sách vở thư tịch trong tàng thư các đọc qua một lần như vậy hiện tại chỉ có thể bó tay hơn nữa một khi tiến vào trong tháp truyền thừa tuyệt đối không thể quay trở lại tàng thư các tìm đáp án trong khi giang trần suy nghĩ thì đạo nan đề thứ ba lại xuất hiện vấn đề này thì càng tuyệt trực tiếp hỏi giang trần nếu như kế thừa truyền thừa của đan tiêu cổ phái nếu như xuất hiện ngoại địch bên ngoài xâm lấn với tư cách là người nhận được truyền thừa người dứt khoát nghênh chiến hay là bo bo giữ mình kéo dài hương khói của đan tiêu cổ phái vấn đề này quả thực đã làm khó giang trần theo như lẽ thường mà nói thường thường việc kéo dài hương khói của tông môn mới là việc quan trọng. Thế nhưng mà đan tiêu cổ phái này lại khác, bọn họ cùng với địch nhân từ bên ngoài tới giao chiến, thà rằng dùng lực cả tông môn cũng phải liều chết chiến đấu. Loại tinh thần thấy chết không sờn này không phải là thứ mà tông môn bình thường có thể so sánh. Nhất là từng dãy mộ vô biên vô hạn chôn cất hy phục và di vật kia, lực trùng kích đối với tâm tình của Giang Trần vô cùng lớn. Giang Trần nghĩ một lát, hắn cảm thấy nếu như đan tiêu cổ phái là loại người tình nguyện giữ gìn hương khói mà nói tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy mà sẽ thỏa hiệp với địch nhân thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành đây là khí chất của đan tiêu cổ phái nghĩ tới đây giang trần dường như đã có đáp án đáp án hắn chọn không ngờ lại là dứt khoát ứng chiến quả nhiên đáp án này lại là chính xác một đạo kim quang xuất hiện lần nữa bắn vào mắt phải của pho tượng tổ sư kia ba đạo kim quang bắn vào Phò tưởng tổ sư giờ phút này giống như bỗng nhiên sống lại vậy. một đạo thanh âm lần nữa truyền ra. người truyền thừa, chúc mừng người thông qua khảo hạch tầng thứ nhất. người chẳng những đạt được cơ hội tiến vào tầng thứ hai và tầng thứ ba mà còn đạt được truyền thừa từ tầng trí tuệ. thanh âm vừa dứt, đĩa tròn dưới chân giang trần đột nhiên dừng lại. một cái hộp từ trong bóng tối chậm rãi bay tới dưới chân giang trần. trong hộp chỉ có một quyển sách ghi bách trận kỳ yếu quyển sách này hiển nhiên là cơ hồ tất cả quy tắc chung và pháp môn bày trận của tất cả trận pháp của đan tiêu cổ phái. Giang Trần tự nhiên sẽ không khách khí mà thua quyển sách này lại. Tiếp trước tuy rằng Giang Trần cũng nghiên cứu trận pháp, thế nhưng cuối cùng còn xa không có nắm chắc bằng đan đạo. Trận pháp nhất đạo tuy rằng hắn cũng biết không ít, thế nhưng lại thiếu một đồ vật mang tính hệ thống, bách trận kỳ yếu này ngược lại có thể trợ giúp được hắn trong phạm vi nhất định. Trường 1031, trùng kích tháp truyền thừa 2 hơn nữa nếu là đồ vật mang tính chất truyền thừa giang trần tự nhiên không có lý do gì mà không muốn sau khi giang trần nhận quyển sách này trong đĩa quay đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng trực tiếp đưa giang trần tới tầng thứ hai giang trần chỉ cảm thấy quang mang trước mặt lóe lên thân thể đã lập tức xuất hiện trong tầng thứ hai tháp truyền thừa tầng thứ hai của tháp truyền thừa không ngờ lại khác tầng thứ nhất rất lớn nếu như nói tầng thứ nhất là tầng trí tuệ như vậy tầng thứ hai này giang trần vừa mới tiến lên lập tức cảm nhận được một cỗ sát ý đáng sợ. Giống như bỗng nhiên tiến vào trong nơi chém giết máu tanh. Mà trên vách tường bốn phía giống như có từng mảnh biển máu lơ lửng, khiến cho người ta có cảm giác âm trầm không cách nào diễn tả bằng lời. Rát rát rát, bỗng nhiên bên tai Giang Trần truyền đến từng đạo thanh âm thanh thúy, giống như vô số hạt châu rơi xuống đất, thanh âm thanh thúy ở trong nơi này lại có vẻ như âm trầm vô cùng. Giang Trần tập trung nhìn vào lập tức nhìn thấy trong biển máu không ngờ lại có một pho tượng tổ sư. Phò tượng tổ sư này tay cầm một chuỗi tràng hạt, giống như bỗng nhiên xuất hiện, bên trên tràng hạt có những hạt trâu màu vàng, không ngừng rơi xuống phía dưới. Trong lòng Giang Trần đột nhiên trầm xuống, thất thanh nói. Ném đậu thành binh, từng khỏa hạt châu kia trong thoáng chốc lóng lánh, biến thành 12 võ sĩ si kim giáp, tay cầm vũ khí, sát khí lập tức lan tràn ra chung quanh. Giết, một tiếng gầm nhẹ vang vọng, một võ sĩ si kim giáp cao lớn, tay cầm cái búa lớn trong đó xảy bước đánh tới, tay cầm búa lớn ầm ầm đập tới. Giang Trần xem bộ pháp của người này vô cùng uy vũ, đây chính là một võ sĩ nhân thánh cảnh. Giang Trần thấy vậy chẳng những không né mà thân thể nhoáng một cái, thần ma kim thân đột nhiên tăng vọt, thần ma kim quang ba bốn trượng tăng vọt. Oanh, cái búa lớn chém vào trên thần ma kim quang ba bốn trượng lại giống như chém vào một vách đá có lực đàn hồi mười phần, tuy rằng chém sâu vào bên trong hơn một trượng, thế nhưng cuối cùng lại không phá nổi đạo phòng ngự này. Giang Trần cười hắc hắc, không dùng bất kỳ vũ khí nào mà trực tiếp bá đạo đánh ra một quyền hung hăng đánh vào cự nhân mặc kim giáp này. Phanh, cự nhân mặc kim giáp này bị một quyền của Giang Trần nện xuống, hóa thành một đoàn kim quang hư ảo, trở về mặt đất, biến trở lại thành một hạt châu mà vàng. Sự tự tin trong lòng Giang Trần tăng lên nhiều, sau khi đặt chân vào thánh cảnh, lực phòng ngự của thần ma cửu biến lại tăng một khoảng cực lớn. Võ sĩ có cây búa lớn này cuối cùng chỉ là một khôi lỗi do hạt châu biến hóa mà thôi, lại không phải là võ tu chân chính. Mặc dù giống như võ tu, vô cùng sinh động, lại đạt tới nhân thánh cảnh, Thế nhưng dựa vào công kích vật lý đơn thuần, đừng hòng mơ tưởng phá vỡ được phòng ngự thần ma kim thân của Giang Trần. Giang Trần đánh bay một võ sĩ si kim giáp, lập tức lại có một võ sĩ si kim giáp khác đánh tới. Siêu, siêu, năm võ sĩ si kim giáp liên tục từ các góc độ khác nhau đánh úp lại, đao kiếm cùng va chạm vào một chỗ, mạnh mẽ tấn công về phía Giang Trần. Giang Trần khẽ quát một tiếng, thần ma bất phá, thần ma kim quang trong cơ thể giống như dài thêm 3 phần, giống như một cái khí cầu màu vàng cực lớn đột nhiên bành trướng thêm vài phần. Phanh, năm đạo công kích xâm nhập tới hai ba trượng, thế nhưng vẫn chỉ đánh không công mà lui. Giang Trần đồng thời sử dụng quyền cước, ầm ầm nện năm võ sĩ kim giáp này trở về. Những võ sĩ kim giáp này cuối cùng chỉ là khôi lỗi không có linh hồn, lực công kích bất quá chỉ là công kích nguyên thủy mà thôi. Một khi không phá được phòng ngự của Giang Trần, những khôi lỗi này căn bản không có cơ hội công kích lần thứ hai. Cũng không có phòng ngự mà nhanh chóng bị Giang Trần nện bay ra ngoài. Siu Siu lại có ba võ sĩ si kim giáp nhanh chóng đánh tới. Lần này Giang Trần cũng không dám chủ quan. Ba võ sĩ si kim giáo này rõ ràng đã tương đương với cường giả địa thánh cảnh trong nhân loại. Tuy rằng Giang Trần biết rõ chỉ cần chống đỡ được một kích của bọn họ là có thể chiến thắng thế nhưng hắn lại không dám lãnh đạm như trước. Sau khi tiến vào thánh cảnh, bất kể là cảnh giới võ đạo hay là phản ứng khi chiến đấu hay là vũ khí thần thông, Giang Trần đều tiến vào một độ cao hoàn toàn mới. Mặc dù đối mặt với ba võ sĩ si kim giáp có thể so sánh với cường giả địa thánh cảnh thế nhưng hắn cũng không sợ hãi một chút nào. Thần ma kim thân được vận dụng tới trạng thái cực hạn, đồng thời băng hỏa yêu liên được xuất ra, hơn trăm đạo dây leo của yêu liên nhanh chóng xuất động, bố trí thiên la địa võng. Ba võ sĩ si kim giáp địa thánh cảnh, bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều viễn siêu năm võ sĩ si kim giáp nhân thánh cảnh, tuy rằng Giang Trần có băng hỏa yêu liên kiềm chế, thế nhưng thế công của ba võ sĩ si kim giáp này cực nhanh tuy rằng bị băng hỏa yêu liên ngăn cản một chút, thế nhưng công kích trong tay vẫn toàn lực đánh ra. Chỉ là bị băng hỏa yêu liên ngăn cản một chút cho nên lực lượng của công kích tự nhiên giảm bớt đi rất nhiều. Ba đạo lực lượng đồng thời đánh vào trên thần ma kim quang, thần ma kim quang của Giang Trần ước chừng hơn bốn trượng, vậy mà hoàn toàn bị đánh tan, giống như là một cái bong bóng màu vàng ầm ầm nổ tung. Thần ma kim quang nổ tung, thế nhưng cấp độ của thân thể Giang Trần so với thần ma kim quang cũng không kém hơn là bao. Hơn nữa thần ma kim quang đã đem ba đạo công kích này triệt tiêu, chỉ có một chút dư lực đánh vào trên thân thể Giang Trần, chỉ là cũng không tạo thành bất kỳ phản ứng nào. Tốc độ của Giang Trần cực nhanh, ầm ầm, liên tục ra tay. Ba võ sĩ kim giáp bị lực lượng của Giang Trần đánh trúng, cũng không có một tên nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ hóa thành một đoàn kim quang, lần nữa biến trở về cái tràng hạt kia. Như vậy 12 cái hạt trên tràng hạt đã bị xóa bỏ 9 cái. Ba hạt còn lại tạo thành hình tam giác vây Giang Trần vào bên trong. Uy thế của ba võ sĩ si kim giáp này còn mạnh hơn, không ngờ lại là võ sĩ si kim giáp đẳng cấp thiên thánh cảnh. Đến đây đi, Giang Trần cũng là kẻ gan to lớn mật, đối mặt với ba võ sĩ si kim giáp thiên thánh cảnh cũng không rối loạn. Nếu như thực sự là đối mặt với ba thiên thánh cảnh, Giang Trần tuyệt đối sẽ không liều mạng, mà ý niệm đầu tiên trong đầu chính là trốn là thượng sách. Bởi vì dùng thực lực trước mắt của hắn hiện giờ, đối kháng một thiên thánh cảnh thì không có vấn đề. Thế nhưng nếu như đồng thời đối kháng với ba cường giả thiên thánh cảnh vậy thì tương đương với việc muốn chết. Nhưng mà giờ phút này lại bất đồng, những võ sĩ kim giáp này cuối cùng chỉ là khôi lỗi mà thôi. Chúng lại chỉ có lực lượng một kích, chỉ cần chống lại được một kích của chúng là mọi chuyện đều dễ xử lý. Nhưng mà cho dù chỉ một kích, Giang Trần cũng không dám lãnh đạm. Trường 1032, vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Đây chính là khảo nghiệm thực lực thực sự, không có bất kỳ mánh khóe nào có thể dùng. Bởi vì đây là trong tháp truyền thừa, quy tắc là do đối phương định ra. Giang Trần mặc dù muốn trốn tránh căn bản cũng không kịp tránh né. Điều duy nhất có thể làm chính là nghênh đón sự khiêu chiến của các võ sĩ kim giáp. Lại một lần nữa thúc giục thần ma kim thân, tay nắm lại, lại đem nguyên từ kim sơn triệu hoán ra. Băng hỏa yêu liên càng giống như rồng hổ, không ngừng bố trí phòng ngữ nghiêm ngặt. Giờ phút này cơ hồ Giang Trần đã dùng gần như toàn bộ át chủ bài của mình. Trừ Long Tiểu Huyền, không phải là hắn không muốn triệu hoán Long Tiểu Huyền, bởi vì đây là trong tháp truyền thừa, cho nên hắn lo lắng quy tắc ở trong này sẽ bài xích sinh linh khác ngoài người truyền thừa là hắn cho nên giang trần tình nguyện một mình chống cự cũng không muốn triệu hoán long tiểu huyền vạn nhất quy tắc ở nơi này thực sự bài xích sinh linh khác ngoài người truyền thừa lực lượng cấm chế cường đại phát động có thể sẽ khiến cho hắn và long tiểu huyền đều bị đánh chết tuy rằng long tiểu huyền có huyết mạch chân long thế nhưng dù sao thực lực không có đại thành trước mặt trận pháp cường đại trong cấm địa đan tiêu cổ phái cũng giống như giang trần hiện tại vậy đều là cá thịt nằm trên thất mặc người khác làm gì thì làm. Khảo nghiệm tầng thứ hai này quả nhiên cần dùng vũ lực vượt qua. Xem ra lời khuyên và cảnh báo của chủ nhân nơi này là đúng. Thực lực ít nhất cũng phải đi vào thánh cảnh, ngay cả bản thân ta có nhiều át chủ bài như vậy, nếu như không bước vào thánh cảnh, nếu như tùy tiện tiến vào trong tháp truyền thừa này chỉ sợ cũng khó mà qua được cửa ải này. Ánh mắt Giang Trần gắt gao nhìn vào ba võ sĩ kim giáp cuối cùng này. Đột nhiên ba đạo lưu quang màu vàng đồng thời khởi động. Siêu siêu siêu, tới tốt, Giang Trần cũng không sợ, bàn tay liên tục huy vũ, liên tục đánh ra ba đạo nguyên từ phong bạo, phân biệt nghinh tiếp ba đạo lưu quang màu vàng kia. Mà nguyên từ kim sơn thì dưới sự điều khiển bằng thần thức của hắn không ngừng tăng vọt, tản mát ra nguyên từ chi lực cường đại, thủ hộ trên đỉnh đầu Giang Trần. Rầm rầm rầm, ba đạo lưu quang màu vàng dùng xu thế mạnh mẽ không nói đạo lý thoát khỏi trói buộc của băng hỏa yêu liên, chỉ là tuy rằng thoát khỏi vòng vây của băng hỏa yêu liên, thế nhưng băng hỏa yêu liên cũng không phải là vật hời hợt, nó lại tiếp tục quấn chặt, không ngừng kéo tới chói buộc. Ba võ sĩ kim giáp này đều là chiến sĩ khôi lỗi thuộc tính kim. Vũ khí và thuộc tính của bọn họ đều cùng một loại, đối với dây leo của băng hỏa yêu liên có sự tương khắc tự nhiên. Xoát xoát xoát, vô số dây leo không ngừng bị chặt đứt, tán loạn trong hư không, giống như vô số xúc tu bị chặt đứt vậy. Võ sĩ kim giáp tuy rằng hung hãn, mạnh mẽ, thế nhưng dưới sự dây dưa của băng hỏa yêu liên, tốc độ cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng. Đợi đến khi bọn chúng đánh tới vòng phòng ngự thứ hai thì nguyên tử phong bạo của Giang Trần đã cuốn tới. Công kích của võ sĩ si kim giáp vì rằng cuồng giá, thế nhưng dưới sự dây dưa của nguyên tử phong bạo, khí thế đã giảm bớt đi mấy lần. Đợi đến khi bọn chúng vất vả phá tan nguyên tử phong bạo, công kích vào thần ma kim thân của Giang Trần thì nguyên tử kim sơn đã ẩm ẩm chấn áp xuống. Phanh phanh phanh, ba đạo kim quang bị nguyên tử kim sơn ép xuống, giống như là ngọn nến bị một cơn cuồng phong vô tình thổi tắt đi oanh 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 ba đạo kim quang bị dập tắt trong nháy mắt hóa thành ba cái chàng hạt nhanh như chấp lăn ra xa võ sĩ kim giáp này cũng là vật thuộc tính kim mà nguyên từ kim sơn lại là bảo vật thuộc tính kim năng lượng mạnh mẽ hơn ba cái chàng hạt này gấp nhiều lần như vậy tự nhiên có thể chấn áp tuyệt đối khắc chế xít sao phù giang trần thở nhẹ ra một hơi hắn không nghĩ nguyên từ kim sơn xuất mã lại nhẹ nhàng như vậy không cần bản thân hắn công kích đã đánh cho ba võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh trở về nguyên hình Vỏ quyết giày có móng tay nhọn, quả nhiên câu này không sai. Nếu như đổi lại Giang Trần dùng lực lượng thông thường đối phó với ba khôi lỗi thiên thánh cảnh mà nói, cho dù đối phương chỉ đánh một cái, dưới tình huống không liều mạng thì rất khó có thể chống đỡ được lại. Thế nhưng mà nguyên từ kim sơn đối với ba võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh này lại vừa vận tương khắc, trực tiếp chân áp. Điều này cũng khiến cho Giang Trần bất ngờ. 12 viên tràng hạt giống như có sinh mạng, bỗng nhiên tất cả lăng tụ lại một chỗ, lại xuyên thành một cái vòng hình thành một cái vòng tràng hạt lơ lửng trên hư không. Người truyền thừa, chúc mừng ngươi thông qua tầng giết chóc. Ném đậu thành binh này chính là phần thưởng quá quan của ngươi. Đi tới tầng thứ ba đi, tầng thứ ba mới chính là truyền thừa chính thức của đan tiêu cổ phái ta. Thanh âm biến mất, trong tầng thứ hai đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang mạnh mẽ nhanh chóng bao phủ Giang Trần vào bên trong. Một khắc sau, thân ảnh Giang Trần tan biến trong hư không, đảo mắt một cái đã đi vào trong tầng thứ ba của tháp truyền thừa sau khi đi vào trong tầng thứ ba tháp truyền thừa giang trần nhìn bốn phía một chút tầng thứ ba của tháp truyền thừa này cũng có tạo hình không khác biệt tầng thứ nhất là bao chỉ là tầng thứ ba của tháp truyền thừa này rõ ràng có nhiều thêm mấy phần khí tức thái cổ ở giữa có một bức tượng tổ sư nguy nga mà trang nghiêm khiến cho người ta cảm nhận được cảm giác huy áp vô hạn nếu như nói bức tượng tổ sư ở tầng thứ nhất khiến cho người ta có cảm giác hiền lành hòa ái như vậy bức tượng tổ sư ở tầng thứ hai chính là đằng đằng sát khí Tầng thứ ba này lại là uy áp vô hạn, Giang Trần biết rõ đây là địa phương truyền thừa cuối cùng của tháp truyền thừa. Truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái có lẽ đều ở hết trong tầng này. Trong lúc nhất thời tâm tình của Giang Trần không khỏi có chút kích động. Chỉ cần thông qua tầng này, hắn có thể đạt được truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái, sau đó rời khỏi nơi này. Vì ngày hôm nay hắn đã hao phí thời gian ở nơi này 2 năm. Cố lên, đây là cửa ải cuối cùng, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc lúc này. Giang Trần âm thần khuyên bảo bản thân mình, rốt cuộc khảo nghiệm của tầng thứ ba này sẽ là gì đây? Giang Trần hiếu kỳ nhìn bốn phía, thế nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hai cửa trước, sau khi hắn đi vào rất nhanh sẽ tiếp xúc với cửa khảo nghiệm. Thế nhưng mà tới cửa này, rốt cuộc khảo nghiệm ở nơi nào? Giang Trần tập trung tư tưởng suy nghĩ, quan sát, thế nhưng thủ trung vẫn không có một chút đầu mối nào. Trường 1033, Ba Kiện Bảo Vật Truyền Thừa một. Đan tiêu cổ phái này khắp nơi đều là khảo nghiệm, ta không thể chủ quan. Ban đầu ở tổ sư nhai, nếu như ta có lòng tham di chuyển bức tượng tổ sư thì sẽ trực tiếp bị đưa vào trong tuyệt trận. Ở tầng thư các, nếu như ta không chăm chú đọc những ghi chép và sách vở ở đó, vậy thì khó mà thông qua được khảo nghiệm trí tuệ ở tầng thứ nhất của tháp truyền thừa. Ở tầng thứ hai, khảo nghiệm giết chóc kia, nếu như ta không nghe lời khuyên, nếu như chưa đạt tới thánh cảnh mà cứ tiến tới căn bản cũng khó có thể vượt qua khảo hạch. Trong đầu Giang Trần không ngừng nhớ lại đủ loại kinh nghiệm sau khi tiến vào đan tiêu cổ phái. Hắn phát hiện ra, tiêu chí lựa chọn người truyền thừa, yêu cầu đối với tố chất người truyền thừa của đan tiêu cổ phái rất rõ ràng. Chất phác, đôn hậu, thận trọng mà gan lớn, còn phải bình thản, bình tĩnh. Giang Trần nghĩ tới đây, thực sự không có một chút hoang mang nào nữa, thân thể đứng nguyên tại chỗ, không có một chút vọng động nào. Cũng không đi loạn bốn phía mà mắt nhìn chung quanh, thân thể đứng bất động tại chỗ. Ngay lúc này, trong pho thượng tổ sư kia bỗng nhiên bắn ra một đạo quang mang, đạo quang mang này còn chưa bắn xuống mặt đất mà mặt đất đã giống như hai cánh cửa bị mở ra. Đột nhiên Giang Trần phát hiện ra mặt đất rộng lớn dưới chân không ngờ toàn bộ lại tạo thành một bàn cờ cực lớn. Những quân cờ này, khi Giang Trần nhìn thấy bàn cờ này trong lòng đột nhiên chấn động, vô cùng kinh ngạc. Trên bàn cờ này có rất nhiều quân cờ, bầy loạn ở hai bên. Chuyện này cũng không tính là chuyện gì kỳ lạ điều kỳ lạ chính là thế cuộc trong bàn cờ này không ngờ giang trần đã được nhìn qua không phải là ở kiếp này mà chính là thứ mà hắn nhìn ở trong chư thiên vị diện kiếp trước nói cách khác đây chính là thao luyện chiến trận kiếp trước giang trần từng xem một ít tàn cuộc tàn cuộc này giang trần còn nhớ rõ nó gọi là sát tiên kỳ cục cái gì gọi là sát tiên kỳ cục chính là ván cờ chết tiệt này coi như là thần tiên cũng rất khó cứu vãn mà quan trọng nhất chính là thế cờ này chính là suy diễn từ trên chiến trận mà ra Tên là cờ, kỳ thực chính là một loại chiến trận. Chiến trận này một khi hình thành, coi như là thần tiên cũng chỉ có một con đường chết. Bất kể là chiến trận hay bàn cờ, cơ hồ đều khó hóa giải từ cục. Trong lúc nhất thời Giang Trần nhìn về cái này kinh ngạc tới ngẩn người, tầng thứ ba trong tháp truyền thừa không ngờ lại là một bàn cờ thế sát tiên. Đây là ý gì? Giang Trần tức thì trầm tư, chẳng lẽ muốn nói, muốn ta phá giải thế cờ sát tiên này hay sao? Giang Trần nhìn qua thế cờ này, trong lúc nhất thời trong đầu hắn có vô số ý niệm hiện lên. Kiếp trước hắn đã nghiên cứu qua vô số thế cờ, lúc này từng ký ức không ngừng thức tỉnh, không ngừng hiển hiện trong đầu hắn. Thế cờ sát tiên này kiếp trước Giang Trần bằng vào trí tuệ của bản thân cũng không thể phá giải được. Nhưng mà cũng không phải đồng nghĩa với việc thế cờ sát tiên này chính là tử cục, không phá giải được. Bởi vì Giang Trần đã từng nhìn thấy qua có người phá vỡ thế cờ chết tiệt này rồi. Mà người phá bỏ thế cờ chết tiệt này chính là phụ thân thiên đế của hắn kiếp trước lúc ấy phụ thân thiên đế của hắn cùng với một hạ thần mà người vô cùng nể trọng dưới chướng từng đánh cờ không ngừng suy diễn vô số lần thế cờ sát tiên này cuối cùng phụ thân thiên đế của hắn bằng vào trí tuệ và thủ đoạn ghi người dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi phá vỡ thế cờ sát tiên này ván cờ kia giang trần luôn ở bên cạnh xem xét có thể nói là xem rõ ràng chuyện này khiến cho giang trần ấn tượng vô cùng sâu giờ phút này nhìn thấy thế cờ sát tiên này giang trần lại cảm thấy thân thiết vô cùng chí nhớ về phụ thân kiếp trước ủa về khiến cho trong lòng Giang Trần có cảm giác ấm áp. Phụ thân trên trời có linh, ở trong thần uyên đại lục này cũng có thể gặp được thế cờ sát tiên. Nếu không phải bằng vào đại trí tuệ của phụ thân, thế cờ sát tiên này cũng không ai có thể phá được. Trong lòng Giang Trần tràn ngập vẻ cảm kích, mặc dù phụ thân không còn, thế nhưng vẫn giúp đỡ hắn được không ít. Lập tức Giang Trần không chút do dự bắt đầu phá giải thế cờ. Giang Trần phát hiện ra, tháp truyền thừa này không biết dùng loại lực lượng nào điều khiển thế cờ, dù sao mỗi một bước của đối phương đều thể thức hóa phi thường đâu ra đấy đường đi nước bước giống y như kiếp trước của hắn chuyện này đối với giang trần mà nói càng thêm nhẹ nhõm bởi vì đối thủ không phải là một người chân chính là là một loại thủ đoạn điều khiển trận pháp đánh cờ như vậy tự nhiên giang trần có ưu thế vô cùng bởi vì từng đường đi nước bước của đối phương đều không có một chút biến hóa nào mà đối thủ đã không có biến hóa giang trần cũng không cần phải suy diễn gì cho mệt trực tiếp dựa theo phương thức phá giải của phụ thân gặp chiêu phá chiêu ước chừng sau nửa canh giờ giang trần cơ hồ không tốn một chút đầu óc nào dùng tốc độ không thể tưởng tượng được phá vỡ thế cờ sát tiên này trong nháy mắt khi thế cờ sát tiên bị phá vỡ phía đối diện bỗng nhiên sáng sủa giống như là mở cửa cho giang trần tiến quân thần tốc vậy bàn cờ kia đột nhiên biến đổi ở giữa xuất hiện một hư không đen kịt giống như khe nứt trong không gian ở hai đầu hư không xuất hiện một cái cầu giang trần thấy một màn như vậy mồ hôi lạnh lập tức ứa ra nếu như vừa rồi hắn không thể giải được thế cờ này, nếu như tùy tiện xông loạn mà nói, tuyệt đối sẽ bị khe nứt không gian đen kịt này cắn nuốt sạch sẽ. trong tháp truyền thừa này quả thực khắp nơi đều ẩn chứa huyền cơ a. À. khi gian trần vượt qua cái cầu kia, tất cả cấm chế trận pháp trước mắt đều biến mất toàn bộ mà biến thành ba cái bổ đoàn. ba cái bổ đoàn này ở dưới pho tượng tổ sư. chúc mừng ngươi, người truyền thừa, ngươi có thể đi tới nơi này có thể nói chính là người thừa kế lý tưởng nhất của đan tiêu cổ phái ta truyền thừa của đan tiêu cổ phái tới tay ngươi nhất định có thể phát dương quang đại thế cờ này nhìn như cờ thế nhưng chính là chiến trận mà cường địch bên ngoài quen dùng tất cả các tông các tộc trong thần uyên đại lục chúng ta đối mặt với chiến trận giết chóc nhiều lần bị nhục ta đem sát trận này dẫn vào cờ người có thể phá nó đối mặt với cường địch bên ngoài quen dùng chiến trận sẽ có hy vọng phá giải giang trần nghe vậy giờ mới hiểu được ý nghĩa của khảo hạch ở tầng thứ ba này hóa ra khảo hạch tầng thứ ba lại nhằm vào chiến trận của cường địch bên ngoại vực. Dùng cờ thôi diễn chiến trận, chuyện này ở chư thiên thế giới cũng không có gì là kỳ lạ, không thể tưởng tượng được ở trong thần uyên đại lục cũng có người nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần sinh ra một tia bội phục với đan tiêu cổ phái này. chương 1034, ba kiện bảo vật truyền thừa hai Dưới ba bồ đoàn này theo thứ tự là ba vật truyền thừa của đan tiêu cổ phái ta. Kiện thứ nhất chính là đan tiêu lệnh, chính là lệnh bài của đan tiêu cổ phái ta, cũng là tín vật cao nhất của đan tiêu cổ phái, cho dù đệ tử đan tiêu cổ phái có giải rác ở nơi nào, truyền thừa tới bao lâu, thấy lệnh bài này tựa như gặp tổ sư đan tiêu cổ phái. Kiện thứ hai chính là đan tiêu trận kỳ, trận kỳ này chính là một trong những trấn môn chi bảo của tông môn chúng ta. Có được trận kỳ này bày trận giết địch, thay đổi không ngừng, trở tay làm mưa. Chính là một trong những bảo vật khiến cho đan tiêu cổ phái chúng ta sống yên ổn. Kiện thứ ba chính là vật truyền thừa tối cao nhất, Đan Tiêu trận bàn. Luyện hóa Đan Tiêu trận bàn này chẳng những có thể mô phỏng thập đại trận pháp cường đại của Đan Tiêu cổ phái, mà còn có thể điều khiển cả sơn môn Đan Tiêu cổ phái. Giang Trần nghe tới đó trong lòng khẽ động, thầm nghĩ rốt cuộc cũng tới ý chính. Đan Tiêu trận bàn a, đây mới là bảo vật tối cao nhất của Đan Tiêu cổ phái. Chẳng những có thể mô phỏng thập đại trận pháp cường đại nhất của Đan Tiêu cổ phái mà còn có thể điều khiển sơn môn Đan Tiêu cổ phái, đây tuyệt đối là bảo vật tối cao nhất trong Đan Tiêu cổ phái khống chế cả sơn môn đan tiêu cổ phái đây không phải là tương đương với nói hắn thích tiến vào thì tiến muốn đi thì đi hay sao nghĩ tới đây trong lòng giang trần thực sự mừng rỡ nhưng mà giang trần cũng không phải là loại người thấy lợi mà quên đi tất cả hắn biết rõ đã kế thừa truyền thừa của đan tiêu cổ phái vậy thì người trước mặt này chính là tiền bối tổ sư của mình ba cái bổ đoàn ở chỗ này không phải là không có nguyên nhân giang trần lập tức quỳ xuống bổ đoàn hành lễ với tổ sư nói Tổ sư đan tiêu cổ phái ở trên, Giang Trần ta hôm nay kế thừa truyền thừa của đan tiêu cổ phái. Đợi một đoạn thời gian nữa chắc chắn sẽ trùng kiến đan tiêu cổ phái, truyền thừa trận pháp của đan tiêu cổ phái, kế thừa tinh thần của đan tiêu cổ phái. Giang Trần cung kính làm xong tất cả lễ tiết thì lúc này mới mở ba kiện tín vật truyền thừa ở trên bồ đoàn kia ra. Đan tiêu lệnh, đây là tín vật tông môn, Giang Trần đã nhận truyền thừa đan tiêu cổ phái, tín vậy này tự nhiên không thể không thu cho nên hắn lập tức thu lại. Đan tiêu trận kỳ, tổng cộng có 18 cái, Giang Trần vuốt ve một chút, phát hiện ra trận kỳ có hai bộ, một bộ là chủ trận kỳ, một bộ là phó trận kỳ. Chất liệu của chủ trận kỳ rõ ràng siêu nhiên, theo Giang Trần thấy, cường giả sử dụng chủ trận kỳ này năm đó tuyệt đối là người mạnh mẽ siêu việt phong hào đại đế, rất có thể là cường giả thiên vị. Mà phó trận kỳ thì yếu hơn một chút, nhưng mà đối với thần uyên đại lục hiện tại mà nói, tuyệt đối là trí bảo. Coi như là bát vực hiện tại cũng chưa chắc lấy ra được một bộ trận kỳ như vậy giang trần không chút khách khí đem hai bộ trận kỳ này bỏ vào trong túi có hai bộ trận kỳ này giang trần có cảm giác ngày sau nếu như hắn muốn bày trận sẽ giống như hổ thêm cánh vậy kiện thứ ba cũng chính là bảo vật áp trục đan tiêu trận bàn trận bàn này cũng không phải quá lớn ước chừng lớn bằng hai bàn tay hợp lại thế nhưng chất liệu của trận bàn này khiến cho giang trần có chút giật mình chất liệu của trận bàn này không ngờ lại siêu việt vị diện thế tục tuyệt đối đã đạt tới cấp bậc chư thiên tuy rằng không tính là đỉnh cấp trong chư thiên Thế nhưng Giang Trần tin rằng, thiên vị cường giả bình thường tuyệt đối không thể luyện chế ra loại trận bàn như vậy. Trong lúc nhất thời Giang Trần càng thêm bội phục với tổ sư Đan Tiêu cổ phái. Có thể luyện chế ra trận bàn cấp bậc này, tuyệt đối không phải là người bình thường. Hắc hắc, đáng tiếc, dùng thực lực của ta hiện tại, trận bàn này trong tay ta thực sự có cảm giác đại tài tiểu dụng. Cho dù hiện tại ta có luyện hóa nó chỉ sợ cũng không mô phỏng được thập đại trận pháp cường đại của Đan Tiêu cổ phái cho dù có miễn cưỡng thi triển ra chỉ sợ cũng không làm được trò chống gì giang trần vô cùng hiểu rõ bản thân mình đàn tiêu trận bàn này tuy rằng vô cùng tốt vốn bằng vào thực lực thánh cảnh của hắn luyện hóa nó là điều có thể thế nhưng muốn sử dụng được nó một cách hoàn chỉnh hiển nhiên hiện tại hắn còn chưa làm được xem ra trận bàn này cũng chỉ có thể đợi tới khi thực lực của ta tiến vào hoàng cảnh hoặc là có thể mô phỏng ra một hai loại trận pháp mạnh mẽ thực lực nhiều lắm cũng chỉ phát huy ra hai ba thành mà thôi hiện tại a à, chỉ sợ một phần người uy lực của trận pháp cũng không phát huy ra được ngược lại còn bạo lộ thứ tốt giang trần quyết định trước tiên sẽ luyện hóa trận bàn này thế nhưng tạm thời tuyệt đối không thể bạo lộ không thể sử dụng lập tức giang trần không chút do dự bắt đầu luyện hóa trận bàn này luyện hóa trận bàn kỳ thực cũng không có gì là phức tạp nói trắng ra chỉ là xóa bỏ thần thức bên trên trận bàn mà thôi sau đó đánh thần thức ấn ký của bản thân mình vào trong trận bàn loại chuyện này đối với cảnh giới thần thức hiện tại của giang trần cũng không phải là khó ước chừng ba ngày sau giang trần xóa bỏ xong thần thức trên trận bàn đồng thời đánh vào ấn kỳ của bản thân mình như vậy cái đan tiêu trận bàn này chính là vật bổn mạng của giang trần tuy rằng không có cách nào mô phỏng ra thập đại trận pháp cường đại của đan tiêu cổ phái nhưng mà sau khi luyện hóa đan tiêu trận bàn này xong tất cả trận pháp lớn nhỏ trong tông môn sẽ hoàn toàn nằm trong bàn tay của giang trần chỉ là các trận pháp lớn nhỏ trong tông môn cực kỳ phức tạp từng tầng từng tầng một đan sen nha anh nhau. Tất cả trận pháp lớn nhỏ chỉ ít có hơn một ngàn. Tuy rằng Giang Trần luyện hóa đan tiêu trận bàn, thế nhưng cũng cần không ít thời gian tiêu hóa. Cũng may thần thức Giang Trần cường đại dị thường, sau khi luyện hóa trận bàn, lại tốn thời gian nửa tháng đem toàn bộ trận pháp lớn nhỏ trong tông môn hiểu rõ. Như vậy muốn điều khiển các trận pháp cơ hồ Giang Trần chỉ cần dùng một ý niệm mà thôi. Sau khi hiểu rõ tất cả, Giang Trần thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đi tới bước này hắn biết rõ rốt cuộc mình đã có thể đi ra ngoài. Bị vây khốn ở nơi này 2 năm, Giang Trần đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Không thể tưởng tượng được, chỉ vì ý nghĩ hiếu kỳ ban đầu của ta mà lại khiến cho bản thân ở trong này 2 năm dài đằng đẵng. Nhưng mà 2 năm qua cũng không phải là không có thu hoạch a. À. Giang Trần cũng không có hối hận khi tiến vào trong đan tiêu cổ phái này, tuy rằng bị vây khốn 2 năm, thế nhưng thu hoạch cũng cực lớn. Mà cấm địa của đan tiêu cổ phái này kể cả là huyễn ba sơn bên ngoài, từ nay về sau muốn khống chế đều nằm trong một ý niệm của hắn. Loại cảm giác này khiến cho Giang Trần cảm thấy vô cùng tốt. chương 1035, ai là con mồi? Một, đúng rồi, điều khiển trận pháp này quả thực thần kỳ. Dược phiên thượng cổ trên huyễn Ba Sơn mỗi 3.000 năm mở một lần, không ngờ đều trải qua thiết kế tỉ mỉ. Còn có sự xuất hiện của những linh dược thiên cấp, linh dược địa cấp không ngờ đều nằm trong sự tính toán của trận pháp trận pháp nhất đạo quả nhiên bác đại tinh thâm giang trần càng hiểu rõ về trận pháp tổng thì càng sợ hãi thán phục không ngớt ồ đột nhiên thần thức giang trần khẽ động trong lúc hắn đang dò xét các loại trận pháp lớn nhỏ thì đột nhiên cảm thấy một tia chấn động trận pháp này trong lúc điều khiển theo đạo lý mà nói đáng lẽ không có một chút chấn động gì mới đúng chứ nếu như có chấn động mà nói chứng minh một việc trận pháp đang vận hành nói như vậy nếu như không có người đụng vào trận pháp thì trận pháp hẳn sẽ không chủ động tự vận hành xảy ra chuyện gì, trong lòng Giang Trần khẽ động, chẳng lẽ người đan kiền cung vì cứu mình mà muốn cưỡng ép phá trận. Nhưng mà ý nghĩ này đã nhanh chóng bị Giang Trần phủ nhân. Trận pháp bên ngoài huyễn Ba Sơn tuyệt đối không phải là thứ mà bằng vào trình độ của vạn tượng cương vực có thể phá vỡ. Nếu như có thể phá vỡ bọn họ cũng không hao tổn tâm tư tổ chức cái gọi là đan đấu ở huyễn Ba Sơn 30 năm một lần. Trực tiếp phá trận tiến vào còn không phải hay hơn sao. Đã không phải là người đan kiền cung, vậy thì là ai xông vào trong trận pháp này chẳng lẽ là sinh linh trong nguyễn ba sơn trong lúc nhất thời trong đầu giang trần tràn ngập nghi vấn tất cả trận pháp trong ngoài đều đã nằm trong sự khống chế của giang trần giang trần muốn cẩn thận điều tra tự nhiên có thể phát hiện ra vấn đề xảy ra ở chỗ nào giang trần vốn cũng đang định điều tra một phen trong đan tiêu cổ phái thần thức của giang trần không ngừng khuếch tán tháp truyền thừa động phủ truyền thừa tổ sư nhai mộ trôn di vật và y phục không ngờ trong di chỉ của Đan Tiêu cổ phái lại không có bất kỳ vấn đề gì. Thần thức của Giang Trần lần nữa nhảy dựng, tràn ra tế đàn ba tầng bên ngoài dược viên thượng cổ. Giờ phút này rốt cuộc Giang Trần đã hiểu ý nghĩa của tế đàn ba tầng này, hiển nhiên là đối ứng với ba sư tổ, ba tầng tháp truyền thừa. Tế đàn kia ở bên ngoài, hồ nước gần đó cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Thần thức điều tra một đường, bên trong dược viên thượng cổ cũng không có phát hiện ra dấu vết trận pháp chấn động thần thức của giang trần tiếp tục khuếch trương ra ngoài đột nhiên thần thức giang trần dừng lại tập trung ở cửa vào dược viên thượng cổ vào trước thác nước kia ba đạo thân ảnh đang không ngừng công kích vào huyễn ba đại trận bên ngoài thác nước ai vậy giang trần thông qua trận pháp điều tra ba người này thần thức tự nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài chỉ là ba người này bất luận kẻ nào cũng đều lạ lẫm thế nhưng hết lần này tới lần khác thực lực của ba người này lại mạnh tới đáng sợ nhất là thanh niên có hàng lông mày màu xanh ra trời kia giang trần càng cảm giác được một cỗ uy áp và khí thế kinh người loại uy áp này thậm chí ở trong vạn tượng cương vực hắn chưa từng được thấy qua bao giờ kể cả tộc trưởng hạng vấn thiên của đại thánh đường thì trên người cũng không có khí thế sắc bén như vậy mấy người này chẳng lẽ không phải là người trong vạn tượng cương vực giang trần cũng chấn động trong lúc đó hắn dường như cũng phát hiện ra khí chất của ba người này không ngờ lại có vài chỗ tương tự giống như đinh đồng kia mà không chỉ là đinh đồng mà còn giống cả sứ giả cửu dương thiên tông ban đầu hắn gặp được ở bảo thụ tông đệ tử cửu dương thiên tông thần thức của giang trần vô cùng cường đại rất nhanh nhận ra lai lịch của ba người này tại sao bọn họ lại tới đây trong đầu giang trần tràn ngập nghi vấn thế nhưng hắn lập tức nghĩ tới một chuyện nhất định là người tam tinh tông để lộ bí mật trước khi mọi người tiến vào dược viên thượng cổ tất cả mọi người đã lập thể ước thiên địa lúc ấy giang trần đã sớm biết rõ tam tinh tông cấu kết với cửu dương thiên tông cho nên hắn còn cố ý nhắc nhỏ vân niết trưởng lão trưởng lão, phá hỏng đường lùi của Tam Tinh Tông. Theo đạo lý mà nói, trừ phi Tam Tinh Tông muốn chịu họa diệt tông, nếu không tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật. Thế nhưng mà nhìn thấy ba đệ tử của cửu dương thiên tông này, Giang Trần đã có một loại trực giác. Tam Tinh Tông kia đã để lộ bí mật, tuy rằng không biết Tam Tinh Tông sẽ dùng biện pháp gì để trốn tránh thiên địa phán quyết, thế nhưng cơ hồ Giang Trần có thể khẳng định. Chỉ có Tam Tinh Tông mới có động cơ đem chuyện dược viên thượng của tiết lộ cho cửu dương thiên tông hơn nữa nhìn tình hình này xem ra cũng chỉ có thể tiết lộ cho cửu dương thiên tông mà thôi nếu không người tới đây không chỉ là ba đệ tử của cửu dương thiên tông thần thức của giang trần hiện tại tuy rằng cường đại thế nhưng cuối cùng không có cách nào bao trùm từ trong ra ngoài của đan tiêu cổ phái tuy rằng phát hiện ba địch nhân này thế nhưng lại không có cách nào nghe được bọn chúng nói gì thế nhưng giang trần đã nhanh chóng có đối sách hắn lập tức từ trong tháp truyền thừa đi ra động phủ trở lại phụ cận tế đàn Thông qua truyền tống trận của tế đàn trở lại tế đàn trong dược viên thượng cổ. Giang Trần lập tức thả ra một đám phệ kim thử, phân phó nói: "Đi, đi tìm hiểu một chút." Đám phệ kim thử đã được Giang Trần bồi dưỡng thành tai mắt của hắn. Rất nhanh, thông qua phệ kim thử Giang Trần đã nhẹ nhõm biết được ý đồ ba người này tới đây. Quả nhiên ba gia hỏa này chính là đệ tử Cửu Dương Thiên Tông, hơn nữa nhìn gia hỏa phá trận trong ba người này, căn bản không phải là phá trận mà đang sử dụng một loại thủ đoạn đặc thù mở ra một khe hở của trận pháp trong nháy mắt rồi phi vào bên trong. Loại thần thông liệt trận này Kiếp trước Giang Trần cũng đã từng nghe nói qua. Không thể tưởng tượng được đệ tử Cửu Dương Thiên Tông lại có loại thủ đoạn này. Điều này cũng khiến cho Giang Trần có cảm giác phải lau mắt mà nhìn. Bát vực không hổ là bát vực, đệ tử mà có thủ đoạn bực này, nếu như mang tới Vạn Tượng Cương vực quả thực là chiếm sạch a. À. Ngay cả trận pháp thượng cổ cũng có thể thông qua, cũng có chút bổn sự giang trần tuy rằng chán ghét cửu dương thiên tông không gì sánh nổi thế nhưng hắn lại biết người tông môn nhất phẩm này không dễ chọc một đinh đồng bất quá chỉ là đệ tử nhị lưu của cửu dương thiên tông đã khó đối phó như vậy ba người này bất luận một người nào cũng không tranh lệch với đinh đồng kia chút nào nhất là thanh niên có hai hàng lông mày màu lam kia thực lực càng thêm thâm bất khả chắc giang trần phỏng đoán thực lực người này cho dù không tiến vào hoàng cảnh thì cũng không kém xa ba địch nhân như vậy cho dù triệu hồi long tiểu huyền gia Tỷ lệ thắng thua cũng chỉ 5 năm mà thôi. Mà Long Tiểu Huyền tuyệt đối là một con át chủ bài không thể bạo lộ. Một khi bạo lộ sẽ hậu hoạn vô cùng. Chương 1036, ai là con mồi? Hai, cho nên trong lúc nhất thời, Giang Trần Lâm vào trong trầm tư. Nên làm thế nào mà không chút sơ hở âm ba gia hỏa này đây? Nếu như là Giang Trần 2 năm trước, gặp phải ba người này căn bản hắn sẽ không dám nghĩ nhiều mà trực tiếp chạy trốn, đó mới là thượng sách hơn nữa có thể thoát được hay không lại là một vấn đề lớn nhưng mà trải qua hai năm khổ tu thực lực tăng lên khiến cho sự tự tin của hắn cũng tăng lên hơn nữa hiện tại huyện ba sơn này là địa bàn của hắn chuyện này khiến cho giang trần cảm thấy hắn vẫn còn có chút hy vọng ba gia hỏa này muốn tiến vào truy sát ta vậy thì cứ để cho bọn chúng tiến vào thì tốt hơn giang trần nhìn ra được nếu như một trong ba gia hỏa này sử dụng liệt trận thuật thì khó có thể phá vỡ ra một khe hở mà tiến vào nhưng mà nếu như tam vị nhất thể mà nói ba người liên tục công kích hiển nhiên cũng phải mất rất nhiều ngày xem bộ dáng như này hiển nhiên sắp bị ba người này phá ra một cái khe hở nhỏ người đều vì tiền mà mất mạng chim vì thức ăn mà vong xem ra cho dù là đệ tử cửu dương thiên tông nghe thấy chuyện dược viên thưởng cổ cũng không tránh khỏi tham niệm giang trần nhìn qua bộ dáng điên cuồng của ba người này trong lòng cười lạnh không thôi nhưng mà đồng thời trong lòng hắn cũng xuất hiện cảm xúc bi ai xem ra chuyện dược viên thượng cổ xuất hiện là có hại nhiều hơn lợi tam tinh tông để lộ bí mật chuyện này chẳng khác nào đưa tới tai họa vô cùng cho vạn tượng cương vực từ nay về sau vạn tượng cương vực chỉ sợ vĩnh viễn không có ngày nào yên tĩnh tuy rằng nguyễn ba sơn nằm trong sự điều khiển của hắn không có tín vật bất kể là ai cũng không thể tiến vào trong cấm địa của đan tiêu cổ phái nhiều nhất chỉ đi tới được tế đàn kia mà thôi nhưng mà giang trần lại không hy vọng người ngoài không ngừng xông vào trong nguyễn ba sơn Huyễn Ba Sơn mặc dù chỉ là cấm địa bên ngoài của đan tiêu cổ phái, thế nhưng cuối cùng cũng là địa bàn của đan tiêu cổ phái. Mà bây giờ đã trở thành địa bàn của Giang Trần, không mời mà tới, vậy thì đáng chết. Giang Trần suy nghĩ một hồi, đã có chủ ý đại khái. Dù sao hiện tại còn cách vạn tượng đại điện một đoạn thời gian ngắn, hắn cũng không vội đi ra ngoài. Mà ba gia hỏa này dùng liệt trận thuật tiến vào dược viên thượng cổ. Mục đích là đuổi giết hắn, cướp đoạt linh dược thiên cấp. Nghĩ tới đây, khóe miệng Giang Trần nở nụ cười lạnh, nói. Truy sát ta sao, coi Giang Trần ta trở thành con mồi sao, tiến vào dược viên thượng cổ, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ai là con mồi. Trong khi Giang Trần nói chuyện đã bắt đầu bố trí, tuy rằng đây là địa bàn của hắn, thế nhưng Giang Trần cũng không dám xem thường. Ba gia hỏa này bất luận một ai cũng không phải là thiện nam tín nữ. Loại đối thủ cấp bậc như vậy, trước kia Giang Trần chỉ mới gặp Đinh Đồng và Trần Trưởng Lão của Thánh Kiếm Cung. Hơn nữa lúc ấy Giang Trần vẫn phải triệu hoán ra Long Tiểu Huyền mới có thể đánh bại được bọn chúng. Ba người này người yếu nhất cũng không tranh lệch với Đinh Đồng là bao. Mà thanh niên có hai hàng lông mày màu lam kia, Đinh Đồng so với người này còn kém xa. Đối thủ như vậy Giang Trần không có bất kỳ lý do nào để khinh địch. Cũng may ba gia hỏa này muốn phá vỡ ra một khe hở, chỉ sợ cũng phải mất một hai ngày nữa. Có thời gian một hai ngày này đủ để cho Giang Trần bố trí rất nhiều thứ, Ba gia hỏa này không ngờ lại biết sử dụng liệt trận thuật, như vậy trong đó nhất định sẽ có một đại sư trận pháp. Khó trách dám tiến vào huyễn Ba Sơn, Giang Trần phân tích, nhưng mà cho dù là trận pháp đại sư, vẫn không có khả năng vượt qua trận pháp của đan tiêu cổ phái. Ba người này dùng thủ đoạn tam vị nhất thể cũng tốn rất nhiều thời gian mới có thể phá vỡ ra một đạo khe hở trong dây lát. Cho nên đợi sau khi bọn chúng đi vào, ta phải tiêu diệt một người trong đó. Khi đó thủ đoạn tam vị nhất thể của bọn chúng sẽ không thi triển được. Chỉ cần không thi triển được tam vị nhất thể, trước khi trận pháp không mở ra, bọn chúng sẽ không ra được. Một khi không ra được thì chỉ có thể trở thành cá trong chậu, chim trong lồng, mặc ta giết mà thôi. Giang Trần mỉm cười, thân ảnh nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Hai ngày sau, trước thác nước, khuôn mặt ngô mập mạp ngô hàng tràn ngập mồ hôi, đồng thời lại vô cùng hưng phấn. Nhanh, nhanh, mọi người nhanh chóng dồn lực đánh một kích. Oanh, huyễn ba trận này tuy rằng lợi hại, thế nhưng cuối cùng vẫn là thứ truyền thừa từ thời thượng cổ tới nay. Lực phòng ngự trung quy vẫn yếu bớt đi, chưa bằng một phần ba lúc đỉnh phong. Cho nên dưới sự nỗ lực không ngừng của ba người này, trận pháp này rốt cuộc cũng bị phá vỡ ra một cái lỗ hồng. Ba người thấy thế, mang theo tâm tình cuồng hỉ nhanh chóng xông vào bên trong. Giống như là nhìn thấy cửa lên thiên đường vậy, người sau tiếp nối người trước. Siêu siêu, ba đạo thân ảnh nhanh chóng phóng vào, trận pháp ngoài thác nước ầm ầm phong bế hiển nhiên ba người bọn họ cưỡng ép phá vỡ trận pháp chỉ được trong chớp mắt mà thôi nhưng mà tâm tình của ba người bọn họ đều vô cùng kích động tốn thời gian dài như vậy nhiều tinh lực như vậy rốt cuộc cũng tiến vào được bên trong ồ nơi này linh lực đầy đủ khác xa bên ngoài xem ra đây chính là dược viên thượng cổ mà tào sư huynh đã nói đan vương nhị cấp thì trinh điều tra bốn phía một phen chật chật tán thưởng thuận tay đem một gốc linh dược chân thánh cảnh bỏ vào trong túi không thể tưởng tượng được chỗ nào cũng có thể nhìn thấy linh dược chân thánh cảnh xem ra dược viên thượng cổ này quả nhiên danh bất hư truyền a thì trinh thở dài tào tấn hiển nhiên không phải tới đây ngắt linh dược chân thánh cảnh hắn vẫy tay một cái để cho hai người kia dựa sát vào mình hắn nói nhị vị muốn thu linh dược ở đây chúng ta có đủ thời gian việc cấp bách chính là tìm được giang trần ta có việc phải nói cho người biết có lẽ chúng ta không có khả năng tìm được giang trần rồi cái gì Sắc mặt ngô mập mạp và thị trinh đều biến đổi, nói: "Tào sư huynh, sư huynh có ý gì? Đến bước này huynh còn nói chúng ta không có khả năng tìm được Giang Trần sao?" "Đừng nóng vội, lúc trước trong tình báo của Tam Tinh Tông nói, một trưởng lão của Thánh Kiếm Cung cũng không có đi ra ngoài. Rất có thể là đang đuổi giết Giang Trần này, cho nên bất kể là Giang Trần hay là trưởng lão Thánh Kiếm Cung kia chúng ta cũng không thể buông tha. Nếu như Giang Trần bị hắn giết, rất có thể thứ tốt đều rơi vào trong tay người này." Hai người kia nghe vậy thở phào nói, vẫn còn là tốt rồi, chỉ là trưởng lão tông môn tứ phẩm, không đáng để lo. Tào Tấn gật đầu nói, tuy nói là như thế, thế nhưng ba người chúng ta không được chia ra quá xa. Tránh đêm dài lắm mộng, dù sao đây là di chỉ thượng cổ, vạn nhất có điều cổ quái, chúng ta ở cùng một chỗ mới có thể chiếu cố lẫn nhau. Chương 1037, trước tiên diệt 11. Thực lực của Tào Tấn mạnh nhất hắn cẩn thận như vậy thì hai người khác cũng không có lý do tự phụ cho nên đều gật đầu. Không thể không nói, tên Tào Tấn này nhìn như là người cuồng ngạo, kỳ thực lại vô cùng cẩn thận, rất hiểu xem xét thời thế, giống như ban đầu ở Đan Kiền Cung vậy, thấy tình thế không ổn lập tức quay đầu đi. Giờ phút này tiến vào dược viên thượng cổ, tuy rằng từ Tam Tinh Tông đã nhận được tình báo, ngoài mê thần chướng ra có lẽ không có thứ gì có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Thế nhưng hắn ta vẫn vô cùng cẩn thận, giống như sư tử vô mồi, không có chút thư giãn nào bị Tào tấn làm ảnh hưởng, ngô mập mạp và thì trinh kia cũng không dám xem thường. Tuy rằng bọn họ đều hiểu bất kể là Giang Trần hay là trưởng lão Thánh Kiếm Cung đều tuyệt đối không thể tạo thành uy hiếp với bọn họ, thế nhưng không sợ nhất phản, chỉ sợ vạn nhất. Thần thức ba người triển khai toàn bộ, dùng xu thế hình tam giác bắt đầu điều tra mọi thứ trong dược viên thượng cổ. Diện tích của dược viên thượng cổ không bằng một phần mười chủ sơn huyễn ba sơn, thần thức của ba người đều vô cùng cường đại, nhất là tào tấn, diện tích mà thần thức bao phủ càng thêm kinh người sau hai ba thời thần, ba người tím được rất nhiều manh mối. Nhưng mà những manh mối này đều là do người của sáu đại tông môn lưu lại, hiện tại người đi trà lạnh, tuy rằng lưu lại một chút tàn tích, thế nhưng hiển nhiên không cung cấp được bao nhiêu trợ giúp cho bọn họ. Ngược lại thì Trinh lại có chút buồn bực, bởi vì một đường điều tra hắn nhìn thấy rất nhiều linh dược bìa cấp bị ngắt lấy, chuyện này khiến cho hắn đấm ngực rậm chân, rất là phiền muộn. Tào sư huynh, huynh mau tới đây xem, đây là thứ còn sót lại của thánh anh Thảo, mảnh đất này tuyệt đối đã từng có vô số thánh anh thảo. Có bao nhiêu, Tào Tấn trầm giọng hỏi, nếu như là hơn 10, hơn trăm thánh anh thảo, đối với Tào Tấn mà nói lực hấp dẫn không lớn. Nhìn diện tích trồng thánh anh thảo này, theo ta thấy có lẽ có hơn ngàn, thậm chí hơn vạn gốc. Hô hấp của Thì trinh bắt đầu trở nên rồn rập, nhiều thánh anh thảo như vậy, coi như là đối với cửu dương thiên tông cũng là một khoản tài phú kinh người. Tào Tấn nhíu mày, trầm ngâm nói, nói như vậy, Thánh kiếm cung nói Giang Trần đạt được mấy ngàn gốc thánh anh thảo có tám phần là thực đúng không? Mặc kệ là đúng hay sai, bắt được tiểu tử này thì mọi chuyện sẽ sáng rõ. Ngô mập mạp cười lạnh nói, ba người liếc nhìn nhau, tiếp tục xuất phát. Không bao lâu sau ba người tiến tới trước mặt một mảnh núi cao, thì Trinh bỗng nhiên khoát tay chặn lại hai người, trong mắt hiện lên tia dị thường. Sao vậy? Ngô mập mạp nhíu mày nói, vùng này có lẽ có linh dược cao cấp, với tư cách là đan vương nhị cấp, thì Trinh ở phương diện này có sức phán đoán vượt bậc, vượt qua Tào Tấn và Ngô Mập Mạp. Cao tới mức nào, ánh mắt thì Trinh nhìn về phía phía núi cao, gật đầu nói. Ta đi qua xem một chút, Tào Tấn và Ngô Mập Mạp đều nhíu mày, hiển nhiên có chút bất mãn với hành động của Thị Trinh. Thị Trinh cười nhạt một tiếng nói, yên tâm đi, nếu như ta lấy được thứ gì đó thì sẽ khấu trừ phân chia sau này. Tào Tấn và Ngô Mập Mạp nhìn nhau, dù sao sau khi tìm được Giang Trần, những đồ vật đạt được đều phải phân chia. Nếu như lúc này thì Trinh đạt được thứ gì đó thì tới lúc đó khấu trừ từ trong phần của hắn là được. Cẩn thận, Tào Tấn nói, thì Trinh gật đầu, tay chảo một cái, lấy ra một cái đổ đào linh dược. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía vách núi kia lướt đi. Cường giả thánh cảnh đã có đủ thần thông phi hành, thì Trinh hiển nhiên đã tu luyện qua phi hành thuật đặc thù, trong lúc lướt về phía trước giống như một con chim lớn, đảo mắt đã đi tới trước vách núi cao kia. Bốn phía vách núi cao đều là những bụi cỏ, rừng cây rậm, thần thức của thì trinh tràn ra, điều tra bốn phía. Bỗng nhiên hai mắt hắn nhìn vào trong một bụi cỏ cách đó 5-60 mét. Linh dược thiên cấp, vệ nhật thiên la chi, thì trinh mừng rỡ, hắn tuyệt đối không ngờ tới ở nơi này không ngờ lại cất giấu một gốc linh dược thiên cấp. Chỉ là một gốc linh dược thiên cấp vô cùng khiến cho người khác chú ý như vậy tại sao lúc trước lại không bị người của vạn tượng cương vực phát hiện ra. Thì Trinh đang muốn tiến lên ngắt lấy thì đột nhiên đứng lại. Hắn cảm thấy sự xuất hiện của linh dược thiên cấp có chút quỷ dị liệu trong này có bẫy dập gì đó hay không, thì Trinh cũng không phải là người lỗ mãng, nghĩ tới đó hắn không vội vàng đi hái gốc linh dược này mà tiếp tục quan sát cung quanh. Phụ cận linh dược thiên cấp bị hắn điều tra kỹ càng, quan sát xem gốc linh dược thiên cấp này là thật hay giả. Hiển nhiên ly dược thiên cấp là thực không thể nào chân thật hơn, linh lực nồng đậm, bộ dáng kia tuyệt đối không phải là ảo giác có thể mô phỏng ra được. Trong lúc thì Trinh do dự, ngô mập mạp phía dưới lại kêu lên. Thì Trinh sư huynh, thời gian cấp bách, người còn do dự cái gì ở đó vậy? Tào Tấn lại hỏi, thì trinh sư đệ, người tìm thấy cái gì sao? Thì trinh sợ hai người ở phía dưới thúc giục lại lên trên xem xét cho nên lập tức cười nói. Cẩn thận sẽ không có sai lầm gì, ta chỉ nhìn xem nơi này có bẫy dập hay không mà thôi. Lập tức thì trinh không có một chút do so dự nào, cẩn thận nghĩ lại, hắn có cảm giác dường như mình đã cẩn thận quá mức. Có Tào Tấn và Ngô Mập Mạp phía dưới, mà thực lực của hắn tuy rằng không nói siêu việt, thế nhưng người vạn tượng cương vực đối với hắn mà nói hắn không cần phải cẩn thận như vậy trưởng lão thánh kiếm cung đơn giản chỉ là cường giả thánh cảnh mà thôi mà giang trần tình báo có nói rằng chỉ là một võ giả nguyên cảnh thì trinh nghĩ tới đó cảm thấy tự tin tăng lên nhiều thân thể nhảy lên nhảy tới trước mặt vệ hồn thiên la chi cánh tay khẽ vung đang định ngắt đi linh dược đột nhiên cảnh tượng trước mắt hắn biến đổi thì trinh sư đệ cẩn thận cảnh tượng trước mặt đột nhiên biến đổi Phệ Nhật Thiên La Chi này vẫn ở trước mặt. Thì Trinh cũng mặc kệ chuyện khác, cánh tay vung lên, muốn đảo gốc Phệ Nhật Thiên La Chi kia lên. Mà lúc này bốn phía Phệ Nhật Thiên La Chi bỗng nhiên xuất hiện vô số dây leo, không hề có một chút dấu hiệu nào báo trước mà quấn quanh toàn thân Thì Trinh. Sự chú ý của Thì Trinh đã dồn toàn bộ vào Phệ Nhật Thiên La Chi kia, cho nên nào có ngờ tới biến cố bực này. Khẽ giật mình, Thì Trinh cảm thấy cái cổ mình mát lạnh. Mà vừa vặn lúc này Tào Tấn và Ngô Ngập Mạp cũng đã phóng tới nhìn thấy đầu thì trinh rơi xuống đất, hai người đều biến sắc. Tào tấn khẽ quát một tiếng, nói, giả thân giả quỷ, rốt cuộc ngươi là ai? Đột nhiên tào tấn đánh phá nguyệt trùy về phía hư không, bỗng nhiên có một đạo quang mang chói mắt rung động, trong hư không có vô số phù văn không ngừng rơi xuống. chương 1038, trước tiên diệt một hai. Một khắc sau, khung cảnh khôi phục lại như lúc ban đầu. Mà thi thể thì trinh lại đang treo ở trên cây đại thụ trước mặt bọn họ không xa. Ngô mập mạp âm trầm nói, Tào Sư Huynh, đây là một cao thủ trận pháp, vừa rồi thì Trinh Sư Huynh nhất định bị ngộ nhận mà tiến vào trận pháp, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai hàng lông mày màu lam của Tào Tấn nhíu lại, trong mắt tràn ngập hàn mang, thần thức điều tra bốn phía, có ý đồ tìm ra người thao túng phía sau. Thế nhưng mà cho dù thần thức của hắn điều tra thế nào cũng không có một chút thu hoạch gì. Cao thủ trận pháp sao? Tào Tấn nghiến răng nghiến lợi nói, vạn tượng cương vực này từ lúc nào có cao thủ trận pháp vậy? Ngô Hằng, Thì Trinh vẫn lạc. Kế hoạch của ta và ngươi. Trong lòng Ngô Hằng đột nhiên kinh sợ, đồng thời còn có cảm giác may mắn.ít nhất người phơi thầy chỗ này không phải là hắn. Hơn nữa thì Trinh vẫn lạc thì ngươi chia thu hoạch cũng bớt đi. Tào sư huynh, Thì Trinh sư huynh đã sớm luyện chế đan dược giải mê thần chướng. Hắn vẫn lạc đối với chúng ta mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn. Lời này cũng là thật. Tu vi võ lực của Thì Trinh trong ba người không thể nghi ngờ chính là người yếu nhất giá trị của hắn chỉ ở lúc đối phó với mê thần chướng mà thôi. Chỉ là trong lòng Tào Tấn vẫn còn có chút phiền muộn. Hắn cũng không biết đan dược tỷ độc mà thì trinh luyện chế có tác dụng hay không, thế nhưng chuyện tới nước này cũng đành nhắm mắt vậy. Cũng may có tình báo của Tam Tinh Tông, biết rõ vị trí cụ thể của mê thần chướng kia ở nơi nào. Chỉ cần chú ý ở trong hồ nước kia, có lẽ không còn thứ gì đáng để lo nữa. Hiện tại thứ Tào Tấn lo lắng chính là đối phương đang ẩn núp rốt cuộc là người nào là trần trưởng lão của thánh kiếm cung hay là giang trần của đan kiền cung bất kể là ai thì người này đều khó đối phó may mà bên cạnh hắn còn có một ngô hằng am hiểm trận pháp vỗ vỗ vai ngô hằng hắn nói ngô sư đệ địch nhân giảo hoạt hiển nhiên cũng đã có sự chuẩn bị từ trước cố tình âm chúng ta một lần tăng thêm thì trinh sư đệ phớt lờ cho nên mới đưa tới họa sát thân này ngô mập mạp gật đầu nói tào sư huynh yên tâm đi trận pháp này chỉ vận dụng được một lần chứ không có lần thứ hai chỉ cần hai người chúng ta cẩn thận một chút thì có gì mà sợ lời này cũng đúng trước kia ba người bọn họ đều mang theo tâm tính là một thợ sơn đi vào đây cả đám đều cảm thấy ba người bọn họ là thợ săn đi tìm giết giang trần căn bản chưa từng nghĩ qua mình là con mồi chính là bởi vì mang theo tâm lý như vậy cho nên vẫn luôn dùng công kích làm chủ căn bản không đứng ở trên góc độ một con mồi mà suy nghĩ cho nên lúc này mới trúng chiêu hiện tại tào tấn và ngô hằng biết rõ đối thủ cũng không phải là loại người ngồi chờ chết thì trinh chết, tuy rằng làm cho trong lòng bọn họ giật mình, thậm chí còn có kinh hoàng trong giây lát, thế nhưng sau khi nghĩ một lát hai người đều chấn định lại. Tuy rằng thì trinh vẫn lạc, thế nhưng chỗ tốt không phải là không có. Ít nhất có thể xác định trong dược viên thượng cổ này có người. Bất kể là Giang Trần hay là Trần trưởng lão của Thánh Kiếm Cung kia, đối với đám người Tào Tấn mà nói, đều không quan trọng. Quan trọng là những linh dược thiên cấp và rất nhiều linh dược địa cấp kia hơn nữa thì trinh vẫn là khi phân phối lợi ích không cần mất thêm một phần cho nên cũng không hẳn là chuyện xấu hai người chấn định lại đệ tử đại tông môn thường ngày thường xuyên được ra ngoài rèn luyện bởi vậy hai người thậm chí còn không động vào thi thể thì trinh mà lướt ngang qua mặt đất hiển nhiên bọn họ rất cẩn thận sợ rằng địch nhân làm chút chuyện trên thi thể thì trinh vạn nhất nhiễm phải loại độc gì đó khi đó sẽ không ổn ngô sư đệ ta suy đoán người này hẳn là gian trần mà không phải là trần trưởng lão của thánh kiếm cung kia Tào Tấn truyền âm cho Ngô Hằng. Tại sao? Ngô Hằng cảm thấy khó hiểu. Rất đơn giản, nếu như là Trần Trưởng lão kia, hắn không có giải dược đối phó với mê thần trướng. Chỉ cần Giang Trần kia chạy tới khu vực mê thần trướng thì Trần Trưởng lão kia coi như bó tay. Người các tông môn trong vạn tượng cương vực đã rời khỏi nơi này hơn 2 năm. Người này vẫn còn sống chứng minh hắn hẳn là Giang Trần mà không phải là Trần Trưởng lão. Suy đoán của Tào Tấn có đạo lý rất lớn, là Giang Trần thì tốt nhất, võ giả nhất nguyên cảnh, cho dù biết một chút âm mưu quỷ kế thì có thể làm ra được bao nhiêu sóng gió cơ chứ. Ngô mập mạp truyền âm, Tào Tấn lại truyền âm nói, không nên khinh địch, nếu như kẻ này có thể giết chết Đinh Đồng, hôm nay lại có thể dùng quỷ kế ám toán thì trinh, ít nhất nói rõ kẻ này là kình địch của ta và ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể khinh địch, không thể tưởng tượng được trong vạn tượng cương vực lại có một nhân tài khiến cho Tào Mỗ kinh ngạc. Hắn mà Ngô Hằng nhanh chóng chọn một phương hướng rồi cùng rời đi. Hiển nhiên, thông qua sự tìm tòi tỉ mỉ, cẩn thận, Tào Tấn đã tìm được một tia manh mối. Hai đại cường giả thánh cảnh một khi thi triển tốc độ cao nhất, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là giận cả người. Bỗng nhiên Tào Tấn khoát tay chặn lại, đột nhiên đứng lại. Tào Sư Huynh, có chuyện gì vậy? Ngô Mập Mạp biết rõ Tào Tấn cường đại, lúc này Ngô Mập Mạp đã coi như mình là phụ tá của Tào Tấn, tất cả hành động đều nghe theo sự chỉ huy của Tào Tấn. Gần nơi này có vấn đề, cẩn thận một chút, Tào Tấn thân là cường giả thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, trực giác của hắn vô cùng cường đại, tuyệt đối là vượt xa ngô hằng. Dùng tu vi của Tào Tấn vốn có thể tung hoành vạn tượng cương vực, đánh khắp vạn tượng cương vực không địch thủ. Thế nhưng lại gặp Hoàng Nhi cho nên lúc này mới mất hết mặt mũi. Nhìn bên cạnh xem, Tào Tấn nhíu mày, ánh mắt tập trung vào một bụi cỏ gần đó. Hai người cẩn thận từng ly từng tí phóng về phía bụi cỏ kia, đều vận sức chờ phát động, chỉ cần thấy một chút tình huống không đúng là hai người sẽ toàn lực phản kích. Bụi cỏ được vén ra, bên trong có một cỗ thi thể đang nằm đó, nói một cách chính xác thì đây là thi thể của đinh đồng. đinh đồng, ngô mập mạp nghẹn ngào kêu lên. bọn họ đều biết đinh đồng đã chết, thế nhưng không ngờ đinh đồng lại chết ở nơi này. tào tấn khoát tay chặn lại, ngăn cản ngô mập mạp ở bên ngoài, ngón tay điểm một cái đâm về phía thi thể đinh đồng ở trước mặt. siêu, thi thể đinh đồng bị lực lượng đâm vào, đột nhiên hóa thành một đạo khói xanh, tiếp đó tan biến sạch sẽ. thủ thuật che mắt phụng về, tào tấn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên mở miệng quát to. đám chuột nhắt cùng một thủ đoạn dùng mấy lần sẽ không còn tác dụng đâu. Ta biết rõ ngươi đang ở ngay gần đây, hiện tại nên ngoan ngoãn đi ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một khi để cho ta bắt được ngươi, ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 1039, trận pháp triều đùa một. Trong khi nói chuyện, Tào Tấn triển khai pháp nhãn, bắt đầu điều tra bốn phía. Hiển nhiên Tào Tấn cũng đã tu luyện qua đồng thuật cười đại trong đôi mắt có một đạo ánh sáng màu tím nhàn nhạt, nhạt có uy áp kinh người tràn ra không ngừng khuếch tán ra phía bên ngoài mà ngô mập mạp thì vô cùng phối hợp bắt đầu bố trí các thứ chỉ là đột nhiên sắc mặt ngô mập mạp biến đổi lại nhìn bốn phía hai người phát hiện ra dưới chân trước mặt những địa phương mà trong tầm mắt hai người có thể nhìn thấy không ngờ lại là cát vàng đầy trời tại sao lại như vậy hai mắt tào tấn rung động một chút thấp giọng hỏi lại là trận pháp sao ngô mập mạp gật đầu sắc mặt có chút áp lực nói. Thực sự là trận pháp, hơn nữa lại là trận pháp cực kỳ cao minh. Tào sư huynh, ta cảm giác chúng ta đã gây hấn với người trong huyễn ba sơn này. Trình độ của trận pháp này không phải là thứ mà người trong vạn tượng cương vực có thể bày ra được. Lời này cũng khiến cho Tào Tấn sững sờ, hắn nói. Người trong huyễn Ba Sơn, nơi này nào có người nào khác, như dần như nơi này có người thì tất cả các tông môn trong vạn tượng cương vực còn dám đi vào sao? ngô mập mạp cũng không hiểu nổi ta cũng không biết tại sao ta có cảm giác trận pháp này vô cùng cao minh thậm chí so với cửu dương thiên tông ta cũng không kém tào tấn cười lạnh nói huyễn ba trận kia chúng ta cũng có thể phá vỡ ra một cái khe hở đây chính là một trận pháp nho nhỏ có thể làm khó ta và ngươi hay sao ngô mập mạp gật đầu nói lại dùng liệt trận thuật đi liệt trận thuật này chính là thần thông hy hữu cả cửu dương thiên tông ngay cả loại cao thủ như tào tấn cũng không biết cũng may vận khí của ngô mập mạp vô cùng tốt không biết đào từ nơi nào ra môn thần thông thượng cổ này trong lúc hai người đang muốn bạo phát thì đột nhiên trước mặt bọn họ có mấy mũi tên bắn tới tào tấn nhìn thấy mấy mũi tên này bắn tới không giận mà cười cười tay áo khép phất một cái nhanh chóng cuốn bốn mũi tên này vào trong tay khóe miệng nhếch lên trên mặt tào tấn lại xuất hiện vẻ thong dong tự tin vốn có hắn nói ngô sư đệ ngươi thi triển liệt trận thuật ta lược trận cho ngươi Hai người phân công rõ ràng. Vâng, Ngô Mập Mạp không dám chậm trễ, một đạo phù văn từ trong tay hắn khuyết tán ra, trong quang mang, Ngô Mập Mạp tập trung rồi bổ một cái về phía trận pháp gần đó. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt hai người bỗng nhiên biến đổi, cát vàng cuồn cuộn trước mắt hóa thành hư vô mà chuyển thành một biển lửa mênh mông, hai người phát hiện ra bản thân mình đang ở trong một đám nham thạch nóng bỏng vô biên. Bên trong nham thạch nóng bỏng không ngừng có từng đạo hỏa long phóng ra sóng nhiệt nóng bỏng như muốn thiêu đốt người ta khiến cho hô hấp hai người trở nên rồn rập. Tại sao lại có thể như vậy? Tào tấn nhướng mày, ngô mập mạp cảm thấy vô cùng phiền muộn nói. Tào sư huynh, đây là hoạt trận, không phải là tử trận bên ngoài huyễn Ba Sơn, nếu như là tử trận, liệt trận thuật có tác dụng vô cùng lớn. Nhưng đây lại là họa trận có người thao túng, tùy thời biến trận, không có chút nắm chắc a. À. Đối với trận pháp mà nói, hoạt trận vĩnh viễn so với tử trận có lực uy hiếp hơn, đây là đạo lý muôn thuở chuyện xấu trong hoạt trận nhiều hơn tùy thời có thể biến trận không ngừng biến trận khiến cho người ta căn bản không thấy rõ biên giới của trận pháp khi đó làm sao có thể thi triển liệt trận thuật tào tấn tuy rằng không phải công sư trận pháp thế nhưng loại đạo lý này hắn lại hiểu hắn biết việc này không trách được ngô mập mạp hơn nữa hiện tại cũng không phải là lúc trách cứ đồng bạn hắn lập tức gật đầu không cần nản lòng chậm rãi tìm kiếm đối thủ không ngừng sử dụng trận pháp chứng minh thực lực của hắn không bằng ta và ngươi mấy mũi tên vừa rồi cũng nói rõ điểm này. Tào sư huynh, người yên tâm đi, trận pháp này tuy rằng mạnh, thế nhưng ta nhất định sẽ tìm ra biên giới của trận pháp. Chỉ cần để ta tìm ra quy luật của trận pháp thì cuối cùng ta cũng sẽ có biện pháp phá vỡ ra một khoảng không. Trừ phi trận pháp này có giá trị đặc thù, không có cách nào thi triển liệt trận thuật. Ngươi cẩn thận, ta lược trận cho ngươi, không cần lo lắng trận pháp này sẽ công kích ngươi. Tào Tấn biết rõ trên phương diện trận pháp nhất đạo mình còn xa không bằng ngô mập mạp, tự nhiên sẽ không tự mình chủ trương. Tuy rằng hắn không biết đạo phá trận, thế nhưng chuyện bảo vệ ngô mập mạp không bị công kích lại vô cùng dễ dàng. Trên thực tế Tào Tấn cảm thấy dùng uy lực của trận pháp này, coi như hắn không chống cự, nếu như cứ mạnh mẽ xông ra mà nói, cũng không sợ. Nhưng mà ngô mập mạp chỉ là cường giả địa thánh cảnh, uy lực của trận pháp này không tổn thương được Tào Tấn, thế nhưng lại đủ giết chết ngô mập mạp. Tuy rằng giao tình của Tào Tấn với ngô mập mạp không tính thâm hậu, nhưng thời điểm này tào tấn cũng không muốn lại có thêm một đồng bạn của mình bị chết nếu như lại chết một đồng bạn mà nói tào tấn hắn sẽ đơn độc tuy rằng hắn không sợ thế nhưng trên phương diện tâm lý khó tránh khỏi bị ảnh hưởng nhất là đối thủ ẩn nấp này lại am hiểu trận pháp chi đạo giá trị sự tồn tại của ngô mập mạp vô cùng rõ ràng trên phương diện trận pháp nhất đạo ngô mập mạp có thiên phú kinh người rất nhanh lại lần nữa tìm thấy biên giới của trận pháp tào sư huynh bên này ngô mập mạp lần nữa thi triển liệt trận thuật miệng quát nhẹ một tiếng phá cho ta ba chữ vừa mới nói ra trận pháp kia đột nhiên lại biến đổi sau đó cảnh tượng trước mắt hai người lần nữa biến đổi lại là cảnh tượng một thế giới băng tuyết ngàn dặm bị đóng băng tuyết bay vạn dặm hai người đột nhiên xuất hiện trong một thế giới băng tuyết con mẹ nó ngô mập mạp không nhịn được mà mắng to một tiếng thật vất vả mới tìm được biên giới trận pháp hắn đang muốn phá trận thì đối phương lại biến trận Tào sư huynh, đối phương đang cố ý trêu đùa chúng ta. Ngô mập mập tức giận nói, tuy rằng tu vi cùng với sự trầm ổn của hắn khá cao, thế nhưng liên tục bị đùa giỡn như vậy cũng nhịn không được có chút bực bội. Ngược lại Tào tấn chỉ lạnh lùng nói, bình tĩnh, hắn càng như vậy thì càng chứng minh hắn sợ chúng ta. Ngô mập mập nghĩ một lát, cảm thấy lời này vô cùng có đạo lý, hắn lập tức gật đầu nói, ta lại nghiên cứu một chút về trận pháp vừa mới biến chuyển này hắn đang muốn bước đi thì bỗng nhiên thế giới bị đóng băng ngàn dặm thoáng cái có vô số khối băng lơ lửng hóa thành băng tùy phô thiên cái địa ẩm ẩm bắn về phía hai người tào tấn cười lạnh một tiếng tay không ngừng khua tạo thành một vòng phòng ngự hình tròn nhanh chóng bao phủ bản thân hắn và ngô mập mạp vào bên trong phốc 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 vô số băng chùy đâm vào trong vòng phòng ngự chỉ đâm xâm được vào một thước rồi rốt cục không có cách nào tiến vào thêm được nữa chương một nghìn trận pháp trêu đùa hai phá cho ta Tào tấn giang hai tay ra, khí lưu cuồng bạo ầm ầm tản ra, trực tiếp thôn vệ vô số băng chùy kia. Vô số băng chùy ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số vụn băng, thi nhau rơi xuống đất. Tào sư huynh, thủ đoạn không tồi, ngô mập mạp tán thưởng, tào tấn khoát tay nói, ngươi lại tiếp tục phá trận đi. Trong chỗ tốt, giang trần âm thầm thao túng u cổ thất sát trận, trong lòng cũng phiền muộn cực kỳ. Trận bàn u cổ thất sát trận ở trong tay hắn, tuy rằng giang trần toàn lực thúc giục, thế nhưng cuối cùng vẫn vướng mắc thực lực của bản thân, chỉ có thể mô phỏng ra cấp bậc thấp nhất của U cổ thất sát trận. Mà cấp bậc này của U cổ thất sát trận muốn vây khốn, giết mập mạp kia còn có vài phần cơ hội, nhưng mà muốn đối phó với thanh niên có hai hàng lông mày màu lam kia mà nói, hiển nhiên còn xê hưa đủ. Thanh niên có hai hàng lông mày màu lam này chẳng lẽ chính là ung hành vân trong miệng đinh đồng. Nếu không phải là đệ tử chân truyền tuyệt đối không có thủ đoạn như vậy được. Tuy rằng Giang Trần phiền muộn, thế nhưng cũng không nản lòng lúc trước hắn dùng trận bàn của tiểu vô tương trận thao túng tiểu vô tương trận thành công giết một người trong đó hôm nay lập lại chiêu cũ lại dùng trận pháp dưới tình huống đối phương có chuẩn bị hiển nhiên rất khó có hiệu quả tuy rằng không thể lần nữa giết địch thế nhưng giang trần lại không nản lòng hắn dùng trận pháp này chỉ là để thăm dò thủ đoạn của đối phương đạt tới mục tiêu biết người biết mình mà thôi trong hai người này thì thanh niên có hàng lông mày màu lam là người mạnh nhất mập mạp kia là tông sư trận pháp chỉ cần tìm cơ hội tách rồi giết mập mạp kia thì thanh niên có hai hàng lông mày màu lam sẽ chỉ còn một mình khi đó sẽ dễ đối phó hơn một chút giang trần cũng biết nếu như hai người này tách ra tuyệt đối sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều thế nhưng hai người này lại ở cùng một chỗ uy lực của trận pháp sẽ giảm đi rất nhiều đương nhiên u cổ thất sát trận này mặc dù giang trần có trận pháp thế nhưng chỉ có thể thúc giục cấp bậc đơn giản nhất mà trận bàn của u cổ thất sát trận này vốn có ba cấp độ dù sao giang trần cũng vừa mới đạt được trận bàn thời gian thao luyện không dài rất khó thúc giục ra trận pháp tầng thứ hai ai nếu như có thể thúc giục u cổ thất sát trận cấp bậc trung đảng kia đối phó với hai người này sẽ nắm chắc hơn rất nhiều nếu như có thể thúc giục cấp độ cao nhất tuyệt đối có thể miểu sát hai người này u cổ thất sát trận cấp bậc cao nhất giang trần cũng biết hiện tại chỉ là nằm mơ mà thôi trước khi thực lực của hắn không đạt tới thiên thánh cảnh thì đừng mong thúc giục được nó hơn nữa Cấp bậc cao nhất của u cổ thất sát trận, số linh thạch cần thiết cũng kinh người. Theo Giang Trần không ngừng biến trận, mỗi một lần khi mập mạp kia sắp động thủ đều bị Giang Trần biến trận làm đảo loạn. Chuyện này khiến cho ngô mập mạp tức giận kêu to, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Nhưng mà Giang Trần cũng biết, nếu cứ tiếp tục như vậy lại không phải là biện pháp. U cố thất sát trận có 7 lần biến hóa, nếu như biến hóa tuần hoàn, đối phương sẽ dễ dàng bắt được hạch tâm trận pháp, đối thủ có được liệt trận thuật, muốn từ trận pháp cấp bậc này mở lấy một lối đi vẫn có hy vọng. Cho nên phải vận dụng bước tiếp theo của kế hoạch, Giang Trần là người kiên quyết, biết rõ u cổ thất sát trận không chói được đối phương, cho nên lập tức quyết định vận dụng kế hoạch tiếp theo. Vô luận là thế nào, trước tiên phải tiêu diệt một người trong hai kẻ đó. Đây là mục tiêu tác chiến của Giang Trần, ngô mập mạp bỗng nhiên nhếch miệng cười. Tào sư huynh, đối phương biến trận đã tiến vào trạng thái tuần hoàn, chuyện này chứng minh trận pháp này đã không còn gì nguy hiểm nữa. Tào Tấn nghe vậy vui vẻ nói. Vậy sao, ngô sư đệ, bây giờ lúc đệ phát huy rồi. Ngô mập mạp phấn chấn tinh thần, hắn kiêng kỵ trận pháp này là bởi vì trận pháp này biến hóa nhanh, biến hóa nhiều, hơn nữa mỗi một lần biến trận đều có sát cơ. Chuyện này khiến cho ngô mập mạp có cảm giác cố hết sức, nhưng mà trận pháp này tuy rằng mạnh, tuy rằng phức tạp, thế nhưng bản thân cấp bậc của trận pháp lại không cao. Ngô mập mạp rất rõ ràng, thực lực của bản thân người bày trận này có lẽ không tính là mạnh mẽ nếu như thực lực người bày trận mạnh mẽ hơn dùng trận pháp thần diệu như vậy muốn vây khốn chết hai người bọn họ cũng không phải là không có hy vọng ngay khi ngô mập mạp dồn hết sức định dùng liệt trận thuật trận pháp bỗng nhiên được thu lại siêu cảnh tượng trước mặt hai người lại khôi phục như lúc ban đầu ảo giác của trận pháp biến mất không còn tung tích hai người vẫn như cũ đứng ở bên cạnh con đường bốn phía là một mảnh rừng rậm liên miên chung quanh con đường là cỏ dại sắc mặt ngô mập mạp âm trầm bất định nhìn bốn phía một lát rồi cau mày nói. Tào sư huynh, ta đang nghĩ tại sao tiểu tử này lại biến hóa trận pháp nhanh như vậy, xem ra cũng không phải là trận pháp tông sư gì nha. Tại sao lại nói như vậy? Tào tấn có chút khó hiểu nói. chung quanh nơi này cũng không có tàn tích bày trận. Nếu như là một trận pháp cường đại thì bốn phía chắc chắc sẽ có một ít dấu vết về trận pháp. Còn có linh lực cường đại sót lại. Thế nhưng chung quanh nơi này căn bản không có gì. Ý ngươi là, Tào Tấn dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sắc mặt khẽ động. Tiểu tử này nhất định là vận khí cứt cho, nhặt được trận bàn cường đại, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không quá hiểu về nó. Cho nên cấp bậc trận pháp sau khi mô phỏng cũng không cao cho lắm. Nói tới đây trong mắt ngô mập mạp toát lên vẻ tham lam. Đối với một trận pháp tông sư mà nói, trận bàn thậm chí so với linh dược thiên cấp còn có lực hấp dẫn hơn nhiều. Dùng kinh nghiệm về trận pháp của ngô mập mạp, tại sao hắn lại không nhìn ra? Trận pháp này không phải là trận pháp được bố trí theo cách thủ công mà là dựa vào trận bàn để mô phỏng ra trận pháp. Trận pháp bố trí theo cách thủ công cần có thời gian, cần trận kỳ, tuy rằng có dựng trận cơ, thế nhưng tuyệt đối bốn phía sẽ có dấu vết khi bày trận để lại. Hơn nữa sau khi trận pháp bị nghiền nát, chắc chắc sẽ còn có một ít phù văn chập pháp còn sót lại đang tiêu tán trong hư không. Thế nhưng mà tất cả chuyện này ngô mập mạp đều không cảm nhận được. Điều này nói rõ ca si gì nói rõ người bày trận này cũng không phải dựa vào thủ đoạn trận pháp cường đại mà bố trí trận pháp vừa rồi mà hắn ta chỉ dùng trận bàn mô phỏng ra trận pháp vây khốn hai người bọn hắn mà thôi. Trận pháp mô phỏng từ trận bàn có không ít ưu thế, nói thí dụ như đơn giản, mau chóng, thu phát tự nhiên. Thế nhưng mà dùng trận bàn bày trận, bản thân người đó chưa hẳn là trận pháp tông sư. Chương 1041, chia để trị, lại giết một người. Tào sư huynh, toàn bộ phần của thì trinh giao cho ngươi ta chỉ cần phần của mình cộng thêm trận bàn này. Ngô mập mập hít sâu một hơi, lại lần nữa đưa ra yêu cầu chia chác. Tào tấn nghĩ một lát, ngẫm lại chỉ là một cái trận bàn, tác dụng đối với hắn không lớn cho nên hắn lập tức gật đầu nói. Một lời đã định, trong khi hai người nói chuyện đột nhiên có cảm giác trên đỉnh đầu có một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại. Lúc ngẩng đầu nhìn lên không ngờ lại là một tòa núi lớn đang ép xuống đầu bọn họ. Thối lui, dưới sự kinh hãi, Tào Tấn không chút hoảng hốt mà nhanh chóng ra tay, lực lượng cường đại không ngờ lại mạnh mẽ chống đỡ thế ép xuống của ngọn núi lớn này. Quang mang trên cánh tay đại thịnh, tào tấn chấn động, không ngờ lại đánh bay ngọn núi lên trên. Thế nhưng ngọn núi lớn này sau khi bị đánh bay lại không dừng lại mà tiếp tục nện về phía tào tấn. Ngọn núi lớn này hiển nhiên là nguyên từ Kim Sơn của Giang Trần. Nguyên từ Kim Sơn, chân áp bá đạo, uy thế vô cùng. Lực đập xuống một cái này cho dù là cường giả địa thánh cảnh chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà Tào Tấn cuối cùng vẫn là Tào Tấn, Thực lực thánh cảnh đỉnh phong tuyệt đối không phải chỉ để trang trí. Cho dù nguyên từ kim sơn đánh xuống thế nào thì Tào Tấn vẫn chỉ dùng tay không đón đỡ. Chỉ là tuy rằng Tào Tấn lợi hại, mấy lần muốn triệt để đánh nát ngọn núi lớn này, thế nhưng cho dù hắn có dùng lực lượng kinh người tới đâu vẫn không có cách nào đánh vỡ mảy may ngọn núi lớn này. Ngọn núi này có chút cổ quái, Tào Tấn cũng có chút kinh ngạc, bởi vì mặc dù là mạnh mẽ như Tào Tấn hắn cũng có thể cảm giác được khi ngọn núi này đánh xuống có một loại lực lượng cường đại. Loại lực lượng này dường như là một loại từ lực cổ quái, khiến cho lực lượng mà hắn phản kích lại không đánh được tới nơi trọng yếu. Nhưng mà mục tiêu của Giang Trần hiển nhiên không phải là tào tấn này. Giang Trần rất rõ ràng, chỉ dựa vào uy lực của Nguyên Từ Kim Sơn hiện tại rất khó đánh chết tào tấn được, mục tiêu của hắn chỉ là kiềm chế tào tấn mà thôi. Mục tiêu mà hắn chính thức muốn khai đao chính là mập mạp kia. Mập mạp này bị Nguyên Từ chi lực bài xích ra bên ngoài, nhìn thấy tào tấn bị ngọn núi kia chế trụ, trong lòng cũng âm thầm suy đoán ra được địch nhân ẩn nấp đang muốn tách hắn và tào tấn ra. Nhưng mập mạp là kẻ tài cao gan cũng lớn, lại không e ngại cái gì, cho nên tay nhanh chóng đánh ra vài đạo phù, bố trí mấy đạo trận pháp phòng ngự quanh thân. Mập mạp bình thường đều rất sợ chết, mà người sợ chết trung quy có rất nhiều biện pháp để bảo vệ tính mạng của bản thân mình. Mập mạp vì sao lại chấp nhất nghiên cứu trận pháp như vậy là bởi vì đạo lý vừa rồi. Bởi vì trận pháp thường thường sẽ vào lúc thực lực ngươi không đủ mà cho ngươi cơ hội bảo vệ tính mạng. Ngay lúc này bên tai mập mạp chợt vang lên thanh âm khác lạ. Thời điểm Ngô Mập Mạp giống như con nai chạy loạn, chỉ cần một tia động tính, gió thổi cỏ lay đều khiến hắn khẩn trương cực kỳ, vội vàng xem xét bốn phía. Đột nhiên Ngô Mập Mạp nhìn thấy mấy hạt tràng hạt giống như bình thường đang rơi xuống dưới chân hắn. Trong lòng Ngô Mập Mạp có rút lại, có một loại dự cảm cực kỳ không tốt. Đột nhiên, trên tràng hạt có kim quang lóe lên, không ngờ toàn bộ đều biến thành võ sĩ kim giáp, toàn thân mặc áo giáp, tay cầm binh khí. Những võ sĩ kim giáp này căn bản không nói đạo lý mà vung vũ khí trong tay lên, đánh về phía ngô mập mạp. Ban đầu ngô mập mạp chỉ thấy 6 võ sĩ kim giáp, hơn nữa đều là nhân thánh cảnh, ngô mập mạp cảm thấy bằng vào trận pháp của mình đã đủ ứng phó rồi. Thế nhưng mà đằng sau 6 võ sĩ kim giáp kia lại chính là ba võ sĩ kim giáp địa thánh cảnh. Chuyện này khiến cho ngô mập mạp có chút luống cuốn tay chân, liên tục đánh ra vài đạo phù lật trận pháp, không ngừng ngăn cản công kích của những võ sĩ kim giáp địa thánh cảnh ở bên N.N.Y. Thế nhưng mà sau khi ba võ sĩ si kim giáp địa thánh cảnh bị ngăn cản, ngô mập mạp lại cảm thấy bi ai khi phát hiện ra đây còn chưa phải là đợt cuối cùng. Theo sát ba võ sĩ si kim giáp địa thánh cảnh này không ngờ lại là ba võ sĩ si kim giáp thiên thánh cảnh. Khí thế và thực lực của ba võ sĩ si kim giáp thiên thánh cảnh này tuy rằng không đủ đối kháng tào tấn, thế nhưng một khi liên thủ đối phó với ngô mập mạp hắn thì lại dư sức. Huống chi còn có rất nhiều võ sĩ si kim giáp địa thánh cảnh cùng với võ sĩ si kim giáp nhân thánh cảnh dưới tình thế cấp bách ngô mập mạp nhanh chóng kêu cứu tào sư huynh cứu mạng tào tấn nghe vậy nhanh chóng đấm ra hai đấm đem nguyên từ kim sơn đánh bay sau đó sải bước về phía ngô mập mạp những võ sĩ si kim giáp kia nhìn thấy tào tấn đánh tới sáu võ sĩ si kim giáp nhân thánh cảnh chen chúc nhau đánh tới lại tới kiềm chế tào tấn tào tấn liên tục ra quyền không ngừng vung tay nhìn qua khí phách vô cùng nhanh chóng đánh bay từng võ sĩ si kim giáp nhân thánh cảnh một chỉ là những võ sĩ kim giáp nhân thánh cảnh này hiển nhiên là do giang trần điều khiển lúc ấy giang trần ở trong tháp truyền thừa khi gặp những võ sĩ kim giáp này bọn chúng chỉ có lực một kích mà thôi thế nhưng hiện tại chuỗi tràng hạt vẩy xuống thành binh này vào trong tay giang trần sau khi bị giang trần luyện hóa điều khiển như thế nào chỉ là một ý niệm của giang trần dưới sự thao túng của giang trần những võ sĩ kim giáp này sau khi bị đánh bay tiếp tục hung hãn không sợ chết lao đầu về phía trước mà bên ngô mập mập liên tục vang lên tiếng kêu thảm hiển nhiên, đồng thời đối phó với ba võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh, không qua bao lâu hắn đã ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Giang Trần đã chọn cơ hội vô cùng chuẩn, lần nữa thúc giục nguyên từ Kim Sơn. Lần này mục tiêu của Giang Trần không phải là Tào Tấn đang đại phát thần uy mà dùng toàn lực ầm ầm đập tới Ngô Mập Mạp. Ngô Mập Mạp vốn đã luống cuốn tay chân, nguyên tử kim sơn này lại giống như một con lạc đà đè xuống một cọng rơm, không ngừng ầm ầm nện xuống. Ngô Mập Mạp kêu thảm một tiếng, ở giữa kim quang nhanh chóng bị nện thành một bãi thịt nát. Giang Trần thấy ngô mập mạp chết, trong lòng mừng rỡ không thôi, thủ quyết biến đổi, nhanh chóng thu hồi nguyên từ kim sơn cùng với chuỗi tràng hạt kia. Cùng lúc đó thần thức lại một lần nữa thúc giục trận bàn của tiểu vô tương trận, tiểu vô tương trận lại một lần nữa được thúc giục. Hắn biết rõ tiểu vô tương trận này muốn vây khốn Tào Tấn là chuyện không có khả năng, dù sao Tào Tấn cũng biết liệt trận thuật. Nhưng hành động của Giang Trần hiện tại chỉ mong ngăn cản Tào Tấn một chút, để cho hắn có cơ hội lui bước mà thôi hắn cũng biết, tuy rằng bản thân mình là thánh cảnh nhất trọng, thế nhưng so với cường giả thánh cảnh đỉnh phong như Tào Tấn này mà nói, vẫn có tranh lệch không nhỏ. Trường 1042, lấy nhiều thủ thắng, ai sợ ai. Một, cho dù là chính diện đối kháng, Giang Trần cũng tự biết mình không có bất kỳ nắm chắc nào. Giang Trần cũng không tự coi nhẹ mình, hắn biết rõ mặc dù hắn có không ít ưu thế, thế nhưng so với đệ tử cao cấp trong tông môn nhất phẩm mà nói, tạm thời ở thế yếu hơn không nói tới trong tay đối phương nhất định có không ít bảo vật, còn nữa, từ khi đối phương tu luyện tới nay đều dùng thứ tốt, tài nguyên tu luyện sợ rằng còn hơn hắn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Thiên tài tông môn nhất phẩm có thể tu luyện được tới bước này tuyệt đối là người được sủng ái vô cùng, tài nguyên tu luyện tiêu hao vô cùng nhiều, cũng không phải là người mà Giang Trần hắn có thể so sánh. Cho nên Giang Trần biết so với Tào Tấn này mà nói, tranh lệch của hắn không ít. Tào Tấn tận mắt nhìn thấy ngô mập mạp bị nện chết trước mặt mình, trong lòng ngực tràn ngập lửa giận trước nay chưa từng có, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng ra, hai đồng môn mà hắn mời tới không ngờ đều chết trước mặt mình mà mình không thể làm gì được. Tên đối thủ này nếu nói mạnh cũng không mạnh bao nhiêu, thế nhưng các loại thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Giang Trần, ta biết là ngươi, ta nhất định sẽ nghiền nát ngươi thành cho. Tào Tấn dùng phá nguyệt trùy hung hăng đánh một cái, liệt trận thuật phá vỡ ra một đạo khe hở trên tiểu vô tương trạn, đuổi về phía trước, theo khí tức của Giang Trần mà đuổi theo. Tầm chừng nửa canh giờ sau đã nhanh chóng đuổi tới ven hồ nước kia. Giang Trần đang khoan thai đứng ở cạnh bờ hồ, nhìn Tào Tấn thở hổn hển, vẻ mặt thông dong lại mang theo vẻ chế nhạo và châm chọc. "Giang Trần," hai mắt Tào Tấn như phún ra lửa, hắn với tư cách một trong thập đại chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông, chưa từng có lúc nào hắn thất thố như vậy. Giang Trần cười nhạt một tiếng, "Xem ra Tam Tinh Tông quả thực là con chó trung thành a, thà rằng để cho tông môn bị diệt cũng không tiếc gọi chủ tử tới đây." Tào Tấn nhìn chằm chằm vào Giang Trần, không ngừng áp chế lửa giận. Cố gắng làm cho mình chấn định, hiển nhiên hiện tại Tào Tấn sẽ không coi Giang Trần là một đối thủ bình thường nữa. Mặc kệ Giang Trần này có tu vi thế nào, sau khi trải qua những chuyện vừa rồi Tào Tấn đã sớm biết rõ, Giang Trần này là một kình địch, nhất định phải toàn lực ứng phó. Giang Trần, giao Gia linh dược còn có đan phương vạn thọ đan. Có lẽ Tào Mỗ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Giang Trần lại cười cười nói, Tào Mỗ, nói như vậy ngươi họ Tào chứ không phải ung um hành vân kia sao? Ngươi biết ung hành vân, tào tấn nao nao, nhanh chóng suy đoán tới cái gì đó mà lạnh lùng cười nói. Xem ra đinh đồng quả nhiên bị ngươi giết chết, tốt, tốt, tốt lắm. Chỉ là võ giả của vạn tượng cương vực, không ngờ lại dám giết ba đệ tử của thiên tông. Giang Trần, tào mỗ không thể không thừa nhận, người rất lớn gan. Giang Trần cũng không dám coi đây là những lời khích lệ của tào tấn, hắn hiểu rõ. Sau những lời nói này của Tào Tấn ẩn chứa sát cơ kinh người tới bực nào hơn nữa đây chính là một đối thủ chính thức có thể uy hiếp tới tính mạng của giang trần cũng là đối thủ đáng sợ nhất mà từ khi giang trần chuyển sinh tới nay gặp phải nếu như hôm nay có thể diệt sát đối thủ này hắn đã có đầy đủ tư cách xông tới bát vực có thể đi tìm phụ thân giang phong tuy rằng thời gian giang trần và phụ thân giang phong ở trung kiếp này cực ngắn thế nhưng hắn lại cảm nhận được tình thương của một người cha hơn nữa thêm một ít trí nhớ và tình cảm của giang trần kiếp này tình cảm của Giang Trần với Giang Phong mặc dù không sâu bằng phụ thân thiên đế kiếp trước, thế nhưng cũng không tranh lệch nhiều lắm. Hai mắt Giang Trần hiếp lại, nhìn chằm chằm vào Tào Tấn, trong lòng suy tính. Tào Tấn này không hổ là thiên tài nhất đẳng của cửu dương thiên tông, người này so với những thiên tài đỉnh cấp trong vạn tượng cương vực mà nói, khí chất trên người hoàn toàn bất đồng. Nhìn như cuồng ngạo, nhìn như hung hăng càn quấy, thế nhưng lại không mất đi lý trí. Mặc dù đối mặt với người không bằng hắn như Giang Trần, thế nhưng gia hỏa họ tàu này không ngờ lại vô cùng chăm chú, bày ra tư thế sẵn sàng đón địch, khiến cho Giang Trần không nhìn thấy nửa điểm sơ hở. Hiển nhiên tàu tấn này muốn sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Đối thủ tuyệt đối không khinh địch như vậy là người mà Giang Trần kiêng kỵ nhất. Nếu như là một đối thủ mắt cao hơn đầu, luôn khinh thị đối với Giang Trần mà nói, Giang Trần có thể lợi dụng thời cơ được. Thế nhưng đối với loại đối thủ không coi nhẹ hắn thì ngược lại, khiến cho Giang Trần không thể không nhìn bằng con mắt khác, cẩn trọng hơn họ tào kia, hãy xưng tên ra. Giang Trần ta tuyệt đối không giết hạng người vô danh. Giang Trần mở miệng dò xét, Tào Tấn lạnh nhạt cười nói, không cần dùng phép khích tượng vụng về như vậy, ta tên là Tào Tấn, là một trong thập đại chân truyền của cửu Dương Thiên Tông. Trước khi tới nơi này ta đã đi tới đan kiền cung cướp sạch một phen. Cái gì mà đan trì cung chủ, cái gì mà vân nhất trưởng lão đều không chịu nổi một kích. Giang Trần, ta hy vọng ngươi đừng để cho Tào mỗ thất vọng. Cái gì, Giang Trần nghe vậy trong lòng chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tào Tấn. Thế nhưng rất nhanh Giang Trần đã bình tĩnh trở lại, khóe miệng nhếch lên, cười rộ lên rồi nói. Tào Tấn, đừng ra vẻ cao thâm, nếu như người tới đàn kiền cung cướp sạch một phen thì nhất định phải biết những linh dược thiên cấp và linh dược địa cấp kia ta đã sớm nộp lên tông môn. Lúc đó làm sao ngươi còn có thể tới được nơi này cơ chứ? Quả nhiên, một câu nói thăm dò của Giang Trần vừa mới vang lên, sắc mặt Tào Tấn tức thì lạnh lẽo tất cả đều giao cho tông môn. Giang Trần thấy phản ứng của hắn như vậy đã biết rõ tiểu tử này đã bị hắn lừa cho nên lập tức cười. Tự cho là thông minh, xem ra cho dù ngươi đi đan kiền cung chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Không ngờ Giang Trần nói vu vơ lại nói chúng, Tào Tấn nghe vậy sắc mặt càng thêm lúng túng. Chuyến đi đan kiền cung là sỉ nhục của Tào Tấn, nhưng mà năng lực thích ứng của Tào Tấn rất mạnh, hắn cười lạnh một tiếng rồi nói. Giang Trần, cho dù ngươi nói cái gì thì ngày hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết mặc kệ là những linh dược kia ở nơi nào hôm nay ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ giang trần từ từ cười nói thật sao vậy thì cứ tới giết ta đi nói xong giang trần thúc giục kim thiền chi dực hóa thành một đạo kim quang trực tiếp phóng về phía hòn đảo giữa hồ tào tấn thấy giang trần làm như vậy đã biết rõ giang trần định lợi dụng địa thế hắn cũng biết ở trên hòn đảo giữa hồ kia có mê thần trướng thế nhưng chuyện cho tới nước này tào tấn há có thể sợ được chứ hắn đem đan dược thì trinh đã chuẩn bị khi trước nuốt vào triển khai phòng ngự toàn thân, nhanh chóng chạy như bay về phía hòn đảo giữa hồ. Trường 1043, lấy nhiều thủ thắng, ai sợ ai. Hai, lần này hắn đã quyết tâm giết Giang Trần. Hai người kẻ trước người sau rơi vào trên hòn đảo giữa hồ. Không trốn, nhìn thấy Giang Trần dừng bước, Tào Tấn cũng đáp xuống khu vực cách Giang Trần mấy trăm mét, chậm rãi giảm tốc độ. Tại sao ta phải trốn? Giang Trần cười nhạt một tiếng nói. Ha ha ha, Tào Tấn nhịn không được mà cười ha ha ngươi tại sao phải trốn sao ngươi cảm thấy ngươi không có lý do để trốn sao có giang trần lạnh nhạt gật đầu nói đây là địa bàn của ta người xâm lấn địa bàn của ta chỉ có một chữ chết mà thôi nếu như không phải hiểu rõ thực lực của giang trần lại thấy thủ đoạn của giang trần tào tấn nhất định sẽ bị giang trần hù dọa thế nhưng sau khi tào tấn biết rõ chi tiết về giang trần cho nên hiện tại hắn không có một chút phản ứng nào trước đó hắn có chút buồn bực là bởi vì giang trần ở trong tối mà bọn hắn ở ngoài sáng Mỗi một bước đi đều bị Giang Trần hạn chế, bị Giang Trần tính toán từ trước. Hiện tại Giang Trần đã ở ngoài sáng, dùng thực lực của Tào Tấn tự nhiên không có bất kỳ lý do nào phải e ngại Giang Trần. Hơn nữa Giang Trần lợi dụng trận bàn bố trí trận pháp, đối với Tào Tấn mà nói căn bản không tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào. Nếu như hiện tại có lý do nào khiến cho Tào Tấn lo lắng mà nói, kỳ thực không phải là Giang Trần mà là vấn đề đi ra ngoài bởi vì sở dĩ hắn có thể tiến vào là dựa vào tam vị nhất thể thi triển liệt trận thuật đánh vỡ ra một khe hở. Hiện tại Ngô Hằng thì trinh trước sau vẫn lạc, cho nên vấn đề hắn lo lắng nhất chính là đi ra ngoài. Chẳng qua sau khi Giang Trần lộ ra ngoài sáng, nếu như đạt được những thứ tốt kia của Giang Trần, coi như hắn ở lại nơi này tu luyện 10 năm, 8 năm thì có sao? Việc cấp bách vẫn là giết Giang Trần này. Giang Trần, nếu như ngươi cho rằng dùng mê thần chướng ở nơi này có thể đối phó với ta thì quá ngây thơ rồi. Tào Tấn suy đoán, Giang Trần dẫn hắn tới nơi này nhất định là định dựa vào mê thần chướng che chở. Vừa rồi Tào Tấn đã thăm dò một chút, hắn phát hiện ra đan dược tị độc mà thì trinh cấp cho hắn vô cùng hữu hiệu. Mà phòng ngự toàn thân hắn được triển khai, ở trình độ nhất định có thể ngăn cản sự xâm lấn của mê thần chướng. Hắn nói tới mê thần chướng hiển nhiên là muốn đả kích sĩ khí của Giang Trần. Quả nhiên, hắn vừa mới nói xong sắc mặt Giang Trần đã đại biến. Họ Tào kia, ngươi, Ngươi thậm chí cả mê thần chứng cũng có thể đối phó sao. Nhìn thấy bộ dáng sắc mặt Giang Trần biến sắc, Tào Tấn lạnh lùng bật cười, ánh mắt âm trầm gắt gao nhìn chầm chầm vào Giang Trần, nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao linh dược ra đây, còn có đan phương vạn thọ đan. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta cam đoan ta có thể tha chết cho ngươi. Cũng cam đoan ngày sau không đi đan kiền cung tìm ngươi gây hấn. Trong mắt Giang Trần hiện lên một tia do dự, sắc mặt trắng bệch nói ta dựa vào cái gì có thể tin tưởng được ngươi? Tào tấn tiến lên một bước quát, ngươi còn lựa chọn nào khác sao? Trong khi nói chuyện khí thế trên người Tào tấn tăng lên nhiều, uy áp thánh cảnh đỉnh phong khuếch tán ra, điên cuồng phóng về phía Giang Trần. Trong mắt Giang Trần toát lên cảm xúc phức tạp. Ngay lúc này khóe miệng Tào tấn nở nụ cười tàn nhẫn, đột nhiên đánh về phía Giang Trần. Siêu 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 siêu, sáu đạo quang mang phá không mà ra, nhanh chóng rơi ra chung quanh, vây chặt bốn phía Giang Trần sáu đạo quang mang này chính là sáu đạo phù lật màu bạc trong lúc phù văn bị nghiền nát sáu đầu cự lang vàng óng ánh nhanh chóng xuất hiện từng đầu cự lang toàn thân tựa như nước quang mang chung quanh tựa như một cái áo giáp màu vàng bao phủ bên ngoài khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ hung hãn ngao ngao sáu đầu cự lang ngửa mặt lên trời rú lên một tiếng thanh âm vang vọng trời cao khiến cho màng nhĩ giang trần không ngừng run rẩy đâm thẳng vào sâu trong linh hồn Giống như bên trong tiếng gào rú này có một loại lực lượng có thể xé nát linh hồn, thần thức người ta vậy. Giang Trần, người quá ngây thơ rồi. Tào Tấn cười ha hả nói. Người không coi ta vào đâu mà giết hai đồng môn ta. Người cảm thấy ta còn có thể để cho người tùy tiện động tay động chân hay sao? Nói như vậy những lời vừa rồi đều là để mê hoặc ta sao? Giang Trần nhướng mày, Tào Tấn chậm rãi cười nói. Nếu không thì ngươi cảm thấy là gì? Nếu như ta không mê hoặc ngươi, ai biết ngươi có định lừa gạt nữa hay không? Nhưng mà hiện tại cho dù ngươi có dùng biện pháp, thủ đoạn lừa gạt gì cũng không có tác dụng. Bị sáu đạo phù kim cương lang vây khốn, bản thân chỉ là thánh cảnh nhất trọng, người cứ đợi đến lúc xương cốt cũng không còn đi. Vừa rồi sở dĩ Tào Tấn muốn mê hoặc Giang Trần chỉ là vì muốn làm cho Giang Trần ổn định lại, đồng thời hắn còn dùng thần thức điều tra địa hình chung quanh, để phòng Giang Trần dở trò quỷ gì khác. Sau khi thăm dò hoàn tất, Tào Tấn đánh đòn phủ đầu, dùng sáu đạo phù kim cương lang vây quanh Giang Trần, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn khi đó tự nhiên hắn không cần giả vờ làm gì cho mệt giang trần bỗng nhiên cười nói ồ thật sự là vô cùng xảo hợp a à? cái gì xảo hợp ngữ khí tào tấn lạnh lẽo vừa rồi ngươi nói là để mê hoặc ta vừa vặn chính là vừa rồi biểu hiện của ta cũng là để mê hoặc ngươi xem ra chúng ta quả thực thiếu tín nhiệm nhau nha ngữ khí của giang trần chậm rãi trong mắt hiện lên một tia vui vẻ nói muốn lấy nhiều thua thắng sao ai sợ ai a à? trong lúc đó thủ quyết trong tay giang trần dương lên vạn hào thạch loa bị hắn triệu hoán ra. Hơn 10 vạn đầu phệ kim thử điên cuồng tuôn ra, dùng trạng thái khiến cho da đầu người ta run lên lập tức đứng chật ních trong không gian chung quanh. Coi như là dưới chân tào tấn cũng tràn ngập phệ kim thử. Sáu đạo phù kim cương lang này nếu như đơn độc chiến đấu đều có thực lực địa thánh cảnh, thậm chí tu vi so với phệ kim thử đều rất cao. Thế nhưng mà cho dù chúng có mạnh mẽ hơn đi chăng nữa cũng chỉ có sáu mà thôi. Thế nhưng phệ kim thử lại ước chừng có hơn trăm vạn, mà phệ kim thử nhất tộc này thứ bọn chúng không sợ nhất chính là linh thú thuộc tính kim phệ kim thử mạnh mẽ không có gì kiên cố mà không phá nổi đây cũng không phải là nói khoác trong chư thiên thế giới coi như là đại năng chư thiên gặp phải phệ kim thử nhất tộc đang chạy thì cũng phải sớm tránh lui một khi bị cuốn lấy chắc chắn cũng sẽ phải nằm sấp phệ kim thử ở thời thượng cổ được gọi là phệ kim vương thử đây chính là chủng tộc được xưng là gạm nhấm kinh hồn nhất trong chư thiên tào tấn ở bên cạnh vẫn còn đang dương dương đắc ý Cảm giác kế sách của mình được thực hiện thành công, thế nhưng không ngờ một loạt biểu hiện của Giang Trần, cái gì mà biến sắc, thanh âm run run, không ngờ đều là tương kế tựu kế, mê hoặc Tào Tấn hắn mà thôi. Chương 1044, chiến đấu làm cho Tào Tấn sụp đổ một. Cũng tương đương với việc Giang Trần kia đã sớm ngờ tới Tào Tấn hắn có biện pháp đối phó với mê thần chướng. Mà trong lúc Tào Tấn hắn bố trí thì Giang Trần cũng đang thăm dò hắn. Sáu đạo phù kim cương lang tán loạn bốn phía, vô số phệ kim thử bị móng vuốt sắc bén chém nát, huyết nhục đầy trời tung bay. Thế nhưng mà một khi phệ kim thử nhất tộc đã điên cuồng lên thì chính là không chết không ngớt. Sáu đạo phù kim cương lang kia hiển nhiên đã triệt để chọc giận phệ kim thử nhất tộc, nhất là sau khi Giang Trần đồng ý, sáu đạo phù kim cương lang này, cơ hồ tất cả huyết nhục, toàn bộ đều cho phệ kim thử nhất tộc hưởng dụng. Sáu đạo phù kim cương lang này không phải là phù văn biến thành huyễn thú, mà là linh thú sinh động chân chính. Chỉ bất quá bị phù văn phong ấn mà thôi, thuộc về linh thú khí ước của Tào Tấn. Loại linh thú cấp bậc địa thánh cảnh này đối với phệ kim thử nhất tộc mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Cho nên sau khi được Giang Trần cho phép, phệ kim thử nhất tộc càng thêm điên cuồng. Mặc kệ sáu đầu kim cương lang kia hung hãn thế nào thì vẫn có vô số đầu phệ kim thử hung hãn không sợ chết, liều chết quấn lấy chúng. Phệ kim thử nhất tộc thông qua mấy lần tiến hóa cũng tiến hóa ra không ít phệ kim thử cấp bậc thánh cảnh, cho dù gặp phải móng vuốt sắc bén của kim cương lang thì cũng chưa chắc một kích đã bị xé nát cho nên chiến đầu càng ngày càng trở nên điên cuồng. Sắc mặt Tào Tấn khó coi vô cùng, khi hắn nhìn thấy đám phệ kim thử phô thiên cái địa, phủ kín không gian chung quanh không ngừng xuất hiện là lúc hắn biết phiền toái lớn đã tới rồi. Sáu đầu kim cương lang này rất là lợi hại, thế nhưng đối mặt với nhiều công kích của phệ kim thử như vậy, ý niệm đầu tiên của Tào Tấn chính là sáu đầu kim cương lang này đã xong đời rồi. Giang Trần, không thể tưởng tượng được con át chủ bài của ngươi lại không ít như vậy. Sắc mặt Tào Tấn âm trầm, Gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Tới giờ khắc này Tào Tấn mới biết được hắn đã đánh giá rất cao Giang Trần, thế nhưng cuối cùng hóa ra hắn vẫn đánh giá thấp Giang Trần. Thủ đoạn của Giang Trần này quả thực chính là tầng tầng lớp lớp. Sáu đầu kim cương lang này đã là một trong những con át chủ bài mà Tào Tấn dùng đối phó với Giang Trần. Tào Tấn quyết tâm muốn tiêu diệt Giang Trần, cho nên đã vận dụng một lá bài tẩy trong những con át chủ bài của hắn thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng hắn vận dụng một con bài tẩy không ngờ lại không giúp ích được gì cho hắn mà ngược lại còn phế đi con át chủ bài này chuyện này khiến cho tào tấn không khỏi sợ hãi một trong thập đại chân truyền của cửu dương thiên tông họ tào kia con át chủ bài của ngươi cũng không ít a à. còn có át chủ bài nào ngươi cứ việc thi triển ra ta sẽ cho ngươi cơ hội giang trần lạnh nhạt cười mặc dù chống lại tào tấn thế nhưng giờ phút này giang trần cũng không có một chút vẻ gì là sợ hãi mà ngược lại chiến ý trong lòng ngày càng dâng cao Tào tấn quả thực còn có một lá bài tẩy, thế nhưng hiện tại hắn lại không dám sử dụng một cách đơn giản như vậy. Còn bài tẩy thứ nhất mất đi hiệu lực khiến cho tào tấn ít nhiều cũng chịu một chút ảnh hưởng. Miệng cười giữ tợn một tiếng, thân thể tào tấn nhanh như điện xẹt, đột nhiên bắn về phía không trung, miệng thét dài một tiếng nói. Đối phó với loại tiểu tặc giống như ngươi, không cần vận dụng át chủ bài. Ta dùng vũ kỹ thông thường cũng có thể giết ngươi, trong khi tào tấn nói chuyện tay khẽ điểm một chỉ, giống như một đạo tinh mang sáng trói trong bầu trời bắn về phía trước không ngừng phát ra tiếng suy suy bắn về phía giang trần đây chính là một trong những tuyệt học của cửu dương thiên tông thiên hà chỉ sáng trói như thiên hà chỉ lực như lưu tinh một chỉ bắn về phía trước giang trần có chút kinh ngạc thế nhưng không ngờ lại nở nụ cười có chút cổ quái hắn tuyệt đối không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy thiên hà chỉ mà tào tấn đang sử dụng không ngờ lại có ý cảnh không sai biệt lắm với bạo tinh chỉ mà hắn đang tu luyện chỉ là thiên hà chỉ mà Tào Tấn đang sử dụng không có huyền ảo và biến hóa phức tạp giống như bạo tinh chỉ. Chuyện này cũng chứng minh, công pháp thiên hà chỉ của Tào Tấn này rất có thể chính là bản sơ cấp của bạo tinh chỉ. Thân ảnh Giang Trần khẽ động, nhanh chóng tránh khỏi một chỉ này. Đã biết rõ sự huyền ảo của công pháp đối phương thì tương đương với việc hắn có thể đoán trước kẻ địch sẽ làm gì. Thiên hà chỉ của Tào Tấn vô cùng đặc sắc, hoa mỹ, bá đạo phi thường. Thế nhưng mà sau khi đánh ra Tào Tấn mới phát hiện ra thiên hà chỉ mà hắn vẫn lấy làm tự hào không ngờ lại giống như một thứ vô dụng đừng nói là khắc chế địch nhân để chiến thắng cho dù là bóng của đối phương cũng không đâm chúng một cái điều này điều này sao có thể dù tào tấn tự tin vô cùng thế nhưng lúc này cũng cảm thấy vô cùng tà môn từ khi gặp được giang trần này về sau tất cả đều trở nên cổ quái như vậy thiên hà chỉ mà hắn vẫn lấy làm tự hào một trong những tuyệt học đỉnh cấp trong cửu dương thiên tông bình thường tào tấn dùng khi giao đấu giết địch Quả thực không có một chút bất lợi nào. Ban đầu lúc ở Đan Kiền Cung hắn cũng chỉ dùng một ngón tay đã đánh bay vài trưởng lão đỉnh cấp trong Đan Kiền Cung. Không ngờ tới lần này dùng ở trước mặt một đệ tử nho nhỏ của Đan Kiền Cung, Thiên Hà Chỉ này lại giống như không có hiệu quả, mất đi tác dụng. Đây quả thực là giống như gặp quỷ, tiểu tử Giang Trần này giống như đã tu luyện qua Thiên Hà Chỉ, mỗi một lần đều có thể đoán trước biến hóa. Mặc kệ hắn biến chiêu thế nào, đem uy năng Thiên Hà Chỉ phát huy tới mức tận cùng cũng không thể làm nên chuyện gì dường như Giang Trần có thể bước đi trước hắn một bước vậy. Thế nên trong lúc chém giết sinh tử, nếu như từ bên ngoài nhìn vào có lẽ người ta sẽ tưởng tượng là đồng môn đang luận bàn vũ kỹ. Chật chật, họ tào kia, dầu gì cửu dương thiên tông cũng là tông môn nhất phẩm. Người lại đi học vũ kỹ nhập lưu như vậy, ngay cả gãi ngứa cho người khác cũng không đủ a. À. Giang Trần đã nhìn ra trong lòng tào tấn đã chịu một ít ảnh hưởng. Liên tục hai lần gặp phải chuyện kỳ lạ, cho dù đạo tâm của Tào Tấn vững chắc cũng không có khả năng không có một vết rách nào. Tào Tấn giận tím mặt, tay vung lên, trong tay xuất hiện một thanh cổ kiếm sắc bén giống như mặt nước mùa thu. Giang Trần, người có thể khiến cho Tào mỗ xuất ra binh khí, người chết cũng coi như nhắm mắt. Hiển nhiên Tào Tấn đã triệt để nổi giận, trường kiếm giống như nước mùa thu bắn về phía trước, giống như một tấm lụa mỏng phóng về phía trước, hư không bị chém ra một vết rách, không ngừng giao thoa, cuồn cuộn phóng về phía Giang Trần. Kiếm này như đơn giản, thế nhưng bên trong một kiếm đơn giản này lại ẩn chứa kiếm ý rất mạnh. Trường 1045, chiến đấu làm cho Tào Tấn sụp đổ hai. Giang Trần, chỉ là thánh thành nhất trọng, người cho rằng bằng vào một ít thứ bằng môn tà đạo là có thể đối địch với Tào Mỗ hay sao? Hiện tại ta sẽ cho người biết, ý nghĩ này của người ấu trĩ, hoang đường tới mức nào. Kiếm pháp của Tào Tấn nhìn qua không có một chút sức lực nào, thế nhưng mỗi một kiếm nhìn như tùy ý đều có ý vị sâu sắc. Mỗi một chiêu, mỗi một kiếm không ngờ lại thần kỳ trở thành một bộ phận của kiếm trận phanh 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 không bao lâu hư không chung quanh tràn ngập kiếm ý điên cuồng của tào tấn loại kiếm ý này đã không đơn thuần là kiếm đạo mà còn ẩn chứa kiếm ý bên trong chứng tỏ cái môn kiếm kỹ này tuyệt đối không đơn giản trong lúc nhất thời cả hư không đều bị kiếm ý của tào tấn cắt nát ầm ầm hư không bị cắt nát tất cả công kích đánh vào phệ kim thử trong không gian khiến cho chí ít cũng có mấy trăm đầu phệ kim thử đều bị đánh thành thịt vụn huyết nhục bắn tứ tung Tào Tấn cười lạnh một tiếng, cha trường kiếm vào vỏ. Hiển nhiên hắn cho rằng, ở trước phúc hải kiếm của mình, Giang Trần tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Cho dù thân thể của kẻ này có là sắt thép cũng không được. Chỉ là trong huyết nhục đầy trời này, Tào Tấn lại không biết đâu là của Giang Trần. Đôi mắt của Tào Tấn trừng lớn, bắt đầu tìm tòi những chữ vật của Giang Trần trong phiến hư không này. Chỉ là cho dù hắn ta tìm thế nào cũng vẫn không thu hoạch được gì. Làm sao có thể, Tào Tấn có chút khó hiểu dưới phúc hải kiếm, huyết nhục sẽ tan nát, nhẫn chữ vật có lẽ vẫn còn a. À. Ngay lúc này hai tai tào tấn rung động, đột nhiên cánh tay hắn quét về phía sau, tay đã nắm lấy mấy mũi tên vào trong. Ồ, còn chưa chết, lần này tào tấn cả kinh không nhỏ, vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy Giang Trần bị phúc hải kiếm của mình bao phủ. Vậy mà không chết, điều này sao có thể? Họ tào, người so với đình đồng còn lợi hại hơn không ít. Thanh âm của Giang Trần vang lên trong hư không, tào tấn lạnh lùng nhìn chung quanh, thần thức lặng lẽ triển khai, thế nhưng lại không có cách nào nắm bắt vị trí cụ thể của Giang Trần. Chuyện này khiến cho trong lòng của hắn có cảm giác không thoải mái. Thần thức của hắn là thánh cảnh đỉnh phong, mạnh mẽ như vậy, không ngờ lại không cảm thấy sự tồn tại của Giang Trần. Thần thức của Giang Trần này rốt cuộc mạnh tới bao nhiêu? Trong lúc Trần chờ, bỗng nhiên phía trên có một ngọn núi lớn màu vàng lần nữa đánh xuống. Tào Tấn nhìn thấy ngọn núi lớn màu vàng này lập tức nhớ tới là ngọn núi trước đó Giang Trần dùng để cầm chân hắn, thừa cơ chém giết ngô mạp mạp. Lại là chiêu cũ, cút ngay cho ta, tào tấn hung hăng đánh ra một quyền, đánh bay nguyên tử Kim Sơn. Chỉ là nguyên tử Kim Sơn sau khi được Giang Trần điều khiển, sau khi bị tào tấn đánh bay bắn ra ngoài mấy trượng lại một lần nữa phóng trở về, ầm ầm đánh về phía tào tấn. Cùng lúc đó bốn phía tào tấn, 12 chàng hạt cuồn cuộn phóng tới, hóa thành 12 đoàn kim quang, sau đó biến thành 12 vê ó sĩ kim giáp, phóng về phía tào tấn. Đến lúc này song phương đã hoàn toàn lật mặt, không hề che giấu thứ gì. 12 võ sĩ kim giáp, có 3 là cấp độ thiên thánh cảnh, 3 là địa thánh cảnh, 6 là nhân thánh cảnh, sức chiến đấu không thể khinh thường. Chỉ là, Tào Tấn có thể tu luyện tới cấp độ thập đại chân truyền, thiên phú võ đạo và thực lực vô cùng kinh người. Đối mặt với công kích như vậy không ngờ lại không ngừng huy vũ quyền cước, không sợ chút nào. Lại còn khiến cho người ta có cảm giác 12 võ sĩ kim giáp kia đang bị hắn ta đánh cho hoa rơi nước chảy. Nếu không phải đây là vật khôi lỗi mà nói, chỉ sợ mấy võ sĩ kim giáp thực lực thấp kia đã sớm bị tào tấn đánh cho huyết nhục bay tứ tung giang trần ở một nơi bí mật gần đó xem cuộc chiến không khỏi than thở không thể không thừa nhận tào tấn này chính là người cường hãn nhất khó đối phó nhất mà hắn từng gặp giang trần cơ hồ đã xuất hết hát chủ bài hơn nữa trải qua vô số tính toán thế nhưng mãi vẫn không có cách nào bắt được người này thậm chí còn không tạo thành tổn thương thực chất đối với hắn ta họ tào này thực sự là tai họa nếu như để hắn ta còn sống, sau khi ra ngoài hậu hoạn vô cùng. Giang Trần biết rõ mình đã là tử địch của cửu Dương Thiên Tông. Nếu như hôm nay không giết họ tàu này, về sau sẽ có vô số phiền toái. Cũng may kế hoạch của Giang Trần còn xa mới tới thời điểm chấm dứt. Nguyên tử Kim Sơn không ngừng đánh xuống, đồng thời vô số băng hỏa yêu liên cũng được bố trí trong phạm vi 10 trượng chung quanh Tào Tấn. Tuy rằng Tào Tấn bị Nguyên tử Kim Sơn và 12 võ sĩ Kim Giáp tấn công, thế nhưng hắn vẫn chú ý chung quanh hắn biết rõ nhất định Giang Trần còn có chiêu phía sau. Quả nhiên trong lòng đất dưới lòng bàn chân hắn bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Trong đó có vô số đạo băng liên từ trong lòng đất bắn lên, giống như vô số đạo xúc tu, điên cuồng cuốn quanh Tào Tấn. Đồ vật quỷ quái gì vậy? Tào Tấn đối với việc Giang Trần có vô số thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp đã chết lặng. May mà thực lực của hắn áp đảo, mặc kệ Giang Trần này biến hóa thế nào, Tào Tấn có cảm giác mình dùng bất biến ứng vạn biến, nếu như dốc hết sức lực trung quy vẫn sẽ chiến thắng thấy vô số dây leo cuốn tới, trường kiếm trong tay tào tấn quét ngang một vòng, hơn 10 gốc dây leo toàn bộ bị chặt ngang. Thế nhưng trong nháy mắt trì hoãn này nguyên từ Kim Sơn lại một lần nữa đánh xuống đỉnh đầu tào tấn. Tào tấn không thể làm gì khác hơn là lại vung quyền đánh về phía nguyên từ Kim Sơn. Thế nhưng thời điểm này 12 võ sĩ Kim Giáp lại điên cuồng đánh tới. Mà dưới chân hắn, vô số dây leo lại trồi lên giống như nấm, điên cuồng cuốn lấy hắn. Trong lúc nhất thời, không chung, mặt đất, dưới mặt đất, Công kích từ ba hướng khiến cho đại cao thủ như Tào Tấn cũng có cảm giác luống cuống tay chân. Giang Trần, Tào Tấn hung hăng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hiển nhiên hắn đã bị đấu pháp gần như vô lại của Giang Trần chọc giận. Thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì khác hơn. Luận thủ đoạn, Giang Trần này quả thực so với Tào Tấn hắn còn hơn nhiều. Phanh, cho dù là Tào Tấn nhanh tay nhanh chân, liên tiếp ngăn cản, thế nhưng dù sao cũng không chịu nổi thế công biên cuồng như vậy sau lưng đã bị một võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh hung hăng nện một quyền. Tuy rằng một quyền này không tính là chí mạng, thế nhưng cũng khiến cho ngực tào tấn quay cuồng, thiếu chút nữa phun máu tươi. Hiển nhiên một quyền này cũng không dễ tiếp như vậy, từ khi tào tấn xuất đạo cho tới nay, chưa bao giờ chật vật như vậy. Cho dù ngày đó ở trong đan kiền cung bị cường giả thần bí kia đánh lui cũng không có chật vật như thế. Hơn nữa, đó là bại trong tay lĩnh vực hoàng cảnh, tào tấn cũng không cảm thấy quá mất mặt chương 1046, Tào Tấn chết không nhắm mắt một. Thế nhưng mà đối thủ mà hắn đối mặt hôm nay chỉ là một con sâu cái kiến thánh cảnh nhất trọng. Chuyện này khiến cho Tào Tấn thực sự có cảm giác giận dữ tới phun máu. Giang Trần, tên chết nhát nhà ngươi, ngươi có dám hiện thân chiến một trận với ta hay không? Tào Tấn giận dữ không thôi, tuy rằng trình độ công kích này vẫn còn xa mới tới tình trạng lấy mạng của hắn. Thế nhưng mà bị con sâu cái kiến nho nhỏ như Giang Trần làm nhụ, Tào Tấn vẫn cảm thấy tức giận mà không có chỗ phát tiết. Siêu, thân ảnh Giang Trần bỗng nhiên xuất hiện ngoài hư không cách đó trăm mét. Chính diện chiến một trận, Giang Trần nở nụ cười châm chọc nói. Họ Tào kia, ngươi là một thánh cảnh đỉnh phong, muốn ta chính diện chiến với ngươi một trận sao? Ta nên hỏi ngươi ngây thơ hay là ta não tàn đây? Giang Trần cũng không phải là loại người cổ hủ, nếu như đổi lại là đối mặt với nhân thánh cảnh hoặc thậm chí là địa thánh cảnh, cho dù là chính diện đối chiến Giang Trần cũng có nắm chắc chiến một trận. Thế nhưng mà Tào Tấn này chỉ thiếu chút nữa tiến vào HC, đối thủ như vậy Giang Trần không phải tự coi nhẹ mình mà là hiển nhiên không có khả năng lấy cứng trọi cứng. Giang Trần cũng không phải là loại thanh niên máu hay sông lên não, dễ dàng bị một câu khích tướng mà quên đi tất cả. Hắn chỉ có một quan điểm duy nhất, chiến đấu, không cần biết dùng biện pháp gì, chỉ cần đánh bại đối thủ, đó chính là biện pháp tốt nhất dùng tu vi thánh cảnh nhất trọng giao thủ với thánh cảnh đỉnh phong, nhất là một trong thập đại chân truyền của cửu dương thiên tông, Giang Trần không có ngu như vậy. Dù sao tất cả tài nguyên mà Giang Trần hưởng thụ kiếp này không được một phần một trăm của những thiên tài như vậy. Nếu không phải dựa vào trí nhớ kiếp trước, dùng xuất thân của Giang Trần, so sánh với tào tấn này mà nói, quả thực là khác biệt giữa trời và đất. Bất luận là phương diện xuất thân, tông môn, hay là tài nguyên được hưởng thụ, Giang Trần đều thua xa nhân tố mà hắn chiếm ưu thế duy nhất chính là trí nhớ kiếp trước. Cũng bằng vào điểm này mà hiện tại Giang Trần mới có tư cách đối kháng với Tào Tấn này. Muốn hắn buông tha cho sở trường duy nhất của mình mà lấy cứng trọi cứng với đối thủ, đây chính là việc trừ khi đầu óc Giang Trần Hỏng mới làm. Mà thời điểm này, phệ kim thử nhất tộc cũng đã khiến cho sáu kim cương lang nằm sấp. Tào Tấn trơ mắt nhìn một màn này, thế nhưng lại vô lực tới tiếp viện. Đối mặt với công kích ba hướng Tào Tấn cũng luống cuống tay chân, Tuy rằng không tới mức nguy hiểm tính mạng, thế nhưng vẫn được coi là cực kỳ nguy hiểm. Rất khó rảnh tay cứu trợ sáu kim cương lang. Hiển nhiên tâm tư của Tào Tấn giờ phút này cũng không tập trung vào trên sáu kim cương lang. Mà hắn phân ra một tia thần thức tập trung lên trên người Giang Trần. Hắn đã quyết định lần này cho dù liều mạng chịu một ít tổn thương cũng phải triệt để đánh chết Giang Trần này. Cho nên hắn trước tiên dùng thần thức định khóa chặt Giang Trần, không cho Giang Trần có cơ hội dùng thủ thuật che mắt hắn để thoát thân lần này chân thân của giang trần hiển hiện vô luận thế nào tào tấn cũng sẽ không để cho giang trần một lần nữa dùng thủ thuật che mắt tránh đi